chào các bạn các bạn đang nghe bộ truyện toàn chức cao thủ của tác giả hồ điệp lam bộ truyện được chuyển thể phun trọn bộ thành truyện audio trên kênh youtube thích nghe truyện 247 trong quá trình dịch thuật và chuyển đổi đôi khi vẫn có một số lỗi nho nhỏ nên các bạn chú ý trước khi nghe nhé nếu thấy hay các bạn hãy cho mình xin 3 giây để nhấn like share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé xin cảm ơn sát cánh vẫn chưa tuân theo sự phân phối, ít ra cả bọn lập đoàn hết rồi. Lập đoàn sẽ miễn trừ tổn thương, trái phải tuy bị dính phép và bom nổ nhưng không bị chảy ra chóc vẩy gì. Chán thế, tô mộc tranh than thở, họng pháo chuyển rời, bắn một pháo về phía chỗ lỗ hổng đang gấp rút khép lại nọ. Vì ngăn hai người, ba người dừng bước không tránh đi phát pháo chống tăng, gắng gượng ăn pháo này. Có điều, tưởng đứng bất động thì có thể ngăn người lại, ngây thơ quá rồi. Quân mạc tiếu của Diệp Tu sớm đã vọt nhanh tới, lạc hoa trưởng nổ bùm, ba người bay ra ngoài. Người hai bên muốn giáp công, một tên bị quân mạc tiếu kéo lên quật ngã. Người biết chuyện đều vội vã nhảy ra sau trốn sóng địa chấn, kẻ không nhận ra chỉ đành cạp đất. Ngã xong lại gấp rút thao tác chịu thân, có người thành công có kẻ thất bại, thất bại thì nằm bò trên đất, thành công cũng lăn nhanh sang kế bên, nhìn thử, quân mạc tiếu bên cạnh đã biến mất. Lửa đạn hiện lên, phong sơ yên mộc đã phi pháo đuổi theo, không siêu không vẹo, nhẹ nhàng đáp xuống cạnh quân mạc tiếu, tiếp đó cả hai cùng nhau phi súng phi pháo bay là là tức thì kéo dài khoảng cách đuổi hay không đuổi đám người công hội thoáng cảm thấy đau đớn lặng lẽ lùi về gác cửa thành giữ vững chức trách để mất sạch mặt mũi trước bao người hay cắn răng dậm chân đuổi giết hai người đến chân trời góc biển thề chết không ngừng mệnh lệnh đến rất nhanh phái người theo dõi hướng đi của hai người đấy là nghị quyết cuối cùng vì vậy vài người nhảy khỏi đoàn đội đuổi theo hướng quân mạc tiếu và phong sơ yên mộc rời đi họ sẽ không đuổi sát khít khe, không nhào lên động thủ. Ai nấy đều hiểu rõ đây là chịu chết, nắm giữ hướng đi, nắm giữ hướng đi, đây là từ thường hay xuất hiện trong câu chỉ huy sau cùng của mỗi công hội lớn. Hướng đi thật ra thường bị nắm giữ, thậm chí cả hai lúc nãy còn vô cùng chủ động xuất hiện trước mặt mọi người. Nhưng có thể làm được gì, người đến rồi đi, mệnh lệnh nhận được luôn là nắm giữ hướng đi. Thịt chủ động đưa đến trước mặt, yêu cầu vẫn là nắm giữ hướng đi cả bọn không biết nên bày tỏ cảm giác thế nào. Đối phó với mấy đứa này sao cứ như vậy hả? Nhóm người công hội giải rác ngoài cửa thành đớn đau vô cùng. Chẳng lẽ cả bọn lại phải ngồi xổm cả đêm ở đây? Phim đau sẵn đủ ư, đồ ăn vặt đủ ư, nước uống đủ ư, tuần hoàn một chuyện rất đáng sợ, tuần hoàn một chuyện chẳng biết bao giờ mới dứt, bao giờ mới có thu hoạch càng đáng sợ hơn. Các công hội đang phải làm một chuyện đáng sợ như vậy, áp lực lớn vô cùng. Họ hy vọng có thể nhanh kết thúc, nhưng hiện thực luôn không theo ý nguyện con người những người chơi nắm giữ hướng đi đi theo quân mạc tiếu và phong sơ yên mộc tới một thôn nhỏ nằm ngoài thành không tích ở đây họ nhìn thấy cả hai tụ họp cùng bánh bao xâm lấn ngay dưới mí mắt mình nhóm người vội gửi đi tình huống mới nhất mỗi công hội cũng dựa vào tình báo mới nhất mà tích cực điều chỉnh chiến lược gắng sức thực hiện để đả kích đám quân mạc tiếu ai ngờ cả bọn chưa kịp ra tay đám quân mạc tiếu lại gây án trước ở nơi thôn trang nhỏ ba người quẹo một hồi lại mất tích nhóm người đương nhiên phải hăng hái kiếm người kết quả bị tập kích trong quá trình tìm kiếm đám diệp tu không cần đánh lén chỉ cho nhân vật trốn tránh chờ mấy người kia vô tình bước vào phạm vi tấn công của mình thì nhảy ra triển ngay mấy người này luôn rất chú ý cẩn thận không đến quá gần cả bọn không sợ bị bại lộ chỉ sợ mình đến quá gần mà lọt vào công kích của đám quân mạc tiếu cách theo dõi của họ quả thực quá dũng cảm hướng đi của đám quân mạc tiếu nhất thời lại trở thành một ẩn số các công hội nhận được tin xong đều mất hết hứng thú. Người chơi của cả công hội đều chú ý hướng đi của địch, thế nhưng, tình báo truyền về rất nhiều, chuyện công hội phải làm lại tựa như dậm chân tại chỗ, thật sự khiến người mất hứng vô cùng. Đám quân Mạc Tiếu sẽ đi đâu? Những xếp bự như Trần Giả Huy đều đang nghiêm túc suy nghĩ. Cách một tiếng nữa mới đến 12 giờ, chúng không cần phải đi khe núi nhất tuyến ngay bây giờ đâu nhỉ. Có người nói, vì thế một tin tức truyền đến, đám quân Mạc Tiếu xuất hiện tại khe núi nhất tuyến, cơ sở ngầm đặt tại giao lộ đã bị đánh chết hiện tại đi khe núi nhất tuyến ngay muốn cầy lại cấp ư hay chuẩn bị tiếp cận hai đội viên chưa login in của chúng có người lại nói người chưa login in chính là đường nhu và kiều nhất phàm cả đội của bọn diệp tu hôm qua đều lo cao thẳng ở khe núi nhất tuyến ai nấy đều biết ba người hiện đang hoạt động tự do còn hai người đến giờ vẫn chưa thấy mặt vì thế một cuộc lục soát quy mô lớn lại diễn ra trong khe núi nhất tuyến một tin tức truyền đến nhanh chóng phương hướng rừng rậm bừng cháy có đội bị diệt đoàn. Người trong mỗi công hội sắp điên hết rồi, cấp cao nhất của họ đã là 33, dĩ nhiên ôm dự định đánh boss bản đồ viêm nữ vu của rừng rậm bừng cháy. Qua nhiều lần phá bản, đội tinh anh của các công hội thường ở đây luyện cấp, vừa đánh quái, vừa xem có gặp được boss hoang dã này không. Hoạt động này không thể đoàn kết, trong mắt mỗi công hội, hoạt động đánh boss hoang dã đều là chuyện cực kỳ riêng tư, không muốn chia sẻ với bất kỳ ai. Hơn nữa đồng đội cùng nhà cũng không hoạt động tập thể, mọi người phải phân bố nơi nơi mới có tỷ lệ tìm thấy boss cao. Bọn họ thật sự tìm được boss, nhưng không phải boss phiêm nữ vu, mà là boss quân mạc tiếu. Phạm vi thù hận của boss quân mạc tiếu rất lớn, độ hiếu chiến cực mạnh, biết cường công, biết đánh lén, biết chiến thuật bao vây, phạm vi hoạt động không cố định, nó sẽ tự động tìm người chơi để tấn công. Chỉ trong chốc lát, phía rừng rậm bừng cháy đã truyền đến tin nhanh boss quân mạc tiếu trình diễn cú hat trick, ba người chơi bị đánh chết tinh anh đấy, bên ấy đều là tinh anh của các công hội lớn, trang bị ngon đều được ưu tiên cho nhóm tinh anh. Kết quả thì nhóm tinh anh vội liên hệ tập trung lực lượng, vì thế lại tặng cho boss Quân Mạc Tiếu một cơ hội dễ dàng. Tin mới ra lò, không phải hattrick nữa, là hẳn một đội bị diệt, 6 em. Lúc ấy họ còn đang hăng hái tụ hội cùng anh em tại rừng rậm bừng cháy, kết quả bất hạnh chạm mặt Quân Mạc Tiếu trước, lập tức quay về thành không tích điểm danh rừng rậm bừng cháy đã trở thành một nơi đầy hoang mang và cái chết đáng sợ trong mấy bộ phim kinh dị. Một nơi như thế, 36 kế chạy là thượng sách. Nhóm tinh anh bắt đầu rút lui. Họ là mầm non tương lai, là đóa hoa mà công hội cố gắng đào tạo, không thể để quân mạc tiếu trả đạp tiếp. Mỗi một công hội lớn đều sai người vây giết rừng rậm bừng cháy. Nhưng lúc này không ai trong số họ có tin tình báo chính xác, quân mạc tiếu rốt cuộc đang nơi nào. Hách não, ngoại trừ hách não chỉ có hách não trong kinh nghiệm tranh đấu nhiều năm của những bậc lão làng họ chưa gặp phải đối thủ nào như vậy là công hội hơn đối thủ đe dọa đến họ thường chỉ dùng một câu gặp một lần giết một lần nhưng đối thủ hiện nay họ gặp một lần đứt một lần có lẽ chết không phải tất cả nhưng sẽ luôn rất mất chút gì mà đến nay họ từng giết được đám quân mạc tiếu lần nào chưa đáp án dường như có thể thoáng an ủi ít nhất hôm qua họ đã giết hàn yên nhu hai lần hôm nay lại ép chết bánh bao xâm lấn một lần nhưng so với những tinh anh đã hy sinh thành thích còn con ấy không thể san bằng vết thương của họ tinh anh thương vong hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch nếu chuyện này không xảy ra họ cũng không đau não đến vậy họ sẽ hớn hở bảo nhau rằng coi đi tuy không giết được quân mạc tiếu nhưng tụi mình buộc chúng chạy ngược chạy xuôi hạn chế rất nhiều hành động của chúng tốc độ cầy cấp của chúng cũng bị kéo chậm mục tiêu thực hiện được rồi đấy đó là sự thật từ hôm qua đến giờ tốc độ luyện cấp của bọn diệp tu không được như ngày thường Hoạt động bị khống chế rất nhiều. Con đường chỉ cần 10 phút, nay phải mất đến 20 phút, thậm chí vòng vèo hơn nữa để tránh phiền toái. Cho nên Diệp Tu lựa chọn chủ động ra trận, họ bị chậm tiến độ, nhất định phải kéo cả bầy chôn cùng. Hắn không có khả năng giết sạch mọi người trong công hội lớn, nhưng có thể giết sạch quyết tâm của chúng. Bởi vì hắn biết rõ, trên thực tế, hắn không có quan hệ cạnh tranh với các công hội, chính những công hội với nhau mới là đối thủ. Nếu tất cả công hội tinh anh đều rất cấp mọi công hội sẽ chẳng sao cả. Nhưng vấn đề là, nhiều công hội không tham gia lần hành động này. Diệp tu tính sổ rõ ràng, không chọc đến hắn, hắn sẽ không làm phiền, chỉ đuổi giết những nhà quấy rối thôi. Những công hội ấy kiểm kê thương vong, rồi cảm thấy khó chịu với những công hội không tham gia cuộc truy đuổi. Mà cứ tiếp tục tranh lệch như thế, chúng sẽ lo nghĩ đến chuyện phát triển của công hội. Một trận vây giết thế này, chúng thực sự tin mình có thể kiên trì tiếp ư. mươi 245, nên đổi mới. Các công hội lớn mang lòng nghi ngờ, nhưng vẫn tiếp tục chiến dịch. Các đội tinh anh rút khỏi rừng rậm bừng cháy, tổ đoàn trăm người thay quân kéo vào. Bản đồ trong vinh quang bao la, bao nhiêu đây người đổ vào một khu luyện cấp vẫn chưa thấm vào đâu. Muốn truy lùng toàn diện vẫn còn nhiều chỗ thiếu hụt, huống chi không ai dám khinh thường thực lực bọn quân Mạc Tiếu nữa, trải quá thưa không phải là tạo cơ hội cho quân Mạc Tiếu sao. Sau khi hơn trăm người xông vào rừng rậm bừng cháy liền kết thành đội 3 đến 5 người, tập trung ở lân cận nhau, đến khi gặp quân Mạc Tiếu có thể lập tức tập hợp được mấy chục người ngay. Sau khi kết trận, trong lòng mọi người mới thoáng an tâm, lục tục tỏa ra quan sát hoạt động của những người chơi khác trong rừng rậm bừng cháy. Đều là gương mặt thân quen cả, hiện tại game thủ xuất hiện trong rừng rậm bừng cháy đều là dân top ở khu 10. Đều là ớt do tập thể công hội ngày đêm cung phụng. Nhìn coi bây giờ tụi nó đánh quái luyện cấp sung sướng chừng nào kìa, đám người vì đuổi giết quân Mạc Tiếu mà chạy ngược chạy xuôi khắp mép ngưỡng mộ không thôi đồng thời cũng cực kỳ bất mãn với sự thảnh thơi của tụi ngồi mắt ăn bát vàng này căn cứ thống kê không chính thức sau khi đại quân trăm người vào rừng rậm bừng cháy tỷ lệ người đi trên không may bỏ mạng bỗng dưng tăng đột biến chuyện có người âm thầm dở cho hạ độc thủ hay không tạm thời vẫn chưa tra rõ quân mạc tiếu chết xó nào rồi đội truy sát cả buổi không tìm được tung tích ba người quân mạc tiếu không ngừng có tiếng than vãn vang lên không thấy chứng tỏ hắn cũng đang trốn tụi mình vậy là hắn cũng không nhàn hạ luyện cấp được như vậy không phải tụi mình đã thành công rồi sao? Trần Dạ Huy an ủi sự sốt ruột của mọi người, bản thân hắn lại bình chân như vậy, thậm chí còn muốn ca một bài để ăn mừng. Dù các công hội lớn đều bị đả kích, nhưng Diệp Thu cũng bị bó tay bó chân, chuyện hai phe cùng khổ này với hắn thiệt quá tuyệt vời. Hoàn cảnh hắn hy vọng thấy nhất chính là cục diện hiện tại đây. Không luyện cấp được còn Âu Nô làm nghị gì, không óp luôn đi. Có người phàn nàn, nếu như quân Mạc Tiếu không Âu Nô, cả đám cũng có thể ung dung đi luyện cấp nhưng thằng này cứ sáng đèn mãi, làm người ta cất công chạy tới chạy lui tìm viếng. Mọi người đừng lãng phí thời gian, đánh chút quái đê. Có người bảo, vì vậy quân đoàn hơn trăm người tụ một đống trà đạp đám quỷ lùn trong rừng rậm bừng cháy, nhìn qua cực kỳ hoành tráng. Nhưng nhiều người cùng xe XP như vậy, phần nhận được có thể dùng có còn hơn không để diễn tả. Còn bọn Diệp Tu, hiện tại vẫn ở trong rừng rậm bừng cháy. Địa hình rừng cũng na ná mê cung trong khe núi nhất tuyến, rất thích hợp ẩn náu. Diệp Tu muốn chơi lớn thử coi với địa hình này có thể giết hết 100 em luôn không. Nhưng sau khi quan sát đội hình của phe địch, cũng biết ngưu đồ bá đạo của mình không ăn được. Xét cho cùng đều là dân lão làng, cũng dần ý thức được bản lĩnh của nhau, sẽ không lộ nhiều sơ hở cho hắn qua. Đi hở, Tô Mộc Tranh hỏi, không vội, Diệp Tu vừa đánh quái vừa đáp, họ tổ một đội ba người, khu vực giết quái luyện cấp hợp tiêu chuẩn bình thường, hiệu suất tốt hơn trăm người chen trúc. Chỉ là phải chú ý giữ khoảng cách với đám kia với diệp tu cũng không phải chuyện khó khăn trong game tốc độ di chuyển của nhân vật không khó đoán khoảng cách giữa tọa độ này với tọa độ kia cũng là chỉ số cố định vì thế nên thời gian di chuyển rất dễ suy ra được đây cũng là nguyên do diệp tu nhẹ nhàng cắt đuôi đám truy sát từ lúc nhìn thấy đối thủ xuất hiện rồi thời gian đối thủ tiếp cận mình diệp tu nắm rõ trong lòng bàn tay lúc này ba người vừa đánh quái vừa di chuyển cách quân đoàn trăm người không quá gần cũng không quá xa cứ giữ cự ly không dễ phát hiện, thỉnh thoảng còn áp lại gần quan sát. Cứ vậy đi nguyên vòng lớn trong rừng rậm bừng cháy, hai bên như gần như xa, đuổi nhau chạy qua không ít chỗ. Rốt cuộc anh muốn làm gì? Tô Mộc Tranh hỏi, anh muốn coi viêm nữ vu tạp tu có ở đây không? Diệp Tu nói, chưa ra lần nữa sao? Tô Mộc Tranh hỏi, ừ, nhưng sẽ nhanh thôi. Diệp Tu nói, giết boss hoang dã cũng có bảng thành tích, trên list đó hiện tại chỉ có kỷ lục lần trước của họ, chứng tỏ đến giờ viêm nữ vu tạp tu mới bị giết có một lần. Chuyện cũng đã qua lâu, tất cả công hội lớn đa số đều đến cấp 33, là cấp độ thích hợp với rừng rậm bừng cháy, nên bắt đầu chú ý tới viêm nữ vu tạp tu. Bây giờ vẫn chưa có kỷ lục giết thứ hai, chứng minh rằng viêm nữ vu tạp tu sau lần đó vẫn chưa xuất hiện lại. Vì chuyện boss về ngoài một tuần ba lượt thì không còn quy định gì, thứ hai boss tạch, tới chủ nhật mới có boss nữa cũng không phải chưa từng, chỉ là khá hiếm thôi viêm nữ vô tạp tu lâu vậy vẫn chưa hiện ra, hơn phần nửa lý do là dính sát suất này. Nhưng trong tuần nếu không đánh hết ba lượt, nhất định 100% có đổi mới. Nói cách khác, Boss mới giết chỉ một hoặc hai lần, đến chủ nhật, dù là ngay phút chót, Boss nhất định hiện hồn về lần hai hoặc lần ba. Trong trường hợp này, nếu Boss đấy về mới lượt thứ hai trong tuần, lượt thứ ba sẽ bị hời hợt next qua. Nếu hệ thống chơi tiểu nhân như thế, người chơi cũng chỉ biết dậm chân tức tưởi nhưng tới hiện tại còn chưa có chuyện boss hoang dã một tuần chỉ xuất hiện hai lần, lần ba bị chơi đều như vậy. Bây giờ đã gần hết tuần, một tuần rồi vẫn chưa thấy bóng em viêm nữ vu tạp tu, sắp tới tất ẻm sẽ xuất hiện lần hai, thời gian cũng càng lúc càng gần. Ba người vừa giết vừa chạy vừa nhảm, ngó quanh quất tìm boss. Ngoài ra Diệp Tu còn chú ý tới hành động của đám game thủ đánh quái ven đường. Nỗ lực được đền đáp, sau một lúc luyện cấp kiểu lưu động, Diệp Tu rốt cuộc phát hiện. Phía này, diệp tu đột nhiên gọi hai người đồng thời đổi hướng chạy sao vậy tô mộc tranh hỏi bám hai thằng này diệp tu nói tô mộc tranh nhìn phía trước thấy hai thằng diệp tu nói trên đầu đội tên công hội giống nhau vốn không ở cùng khu luyện cấp với họ nhưng nhìn từ chỗ ba người có thể trông thấy hai kẻ đang thoát ẩn thoát hiện trong rừng cùng chạy về một hướng còn dùng tốc độ nhanh nhất là boss tô mộc tranh nói hơn phân nửa là vậy rồi diệp tu nói ba người cũng không đánh quái nữa giữ khoảng cách bám theo hai người phía trước. Có lẽ hai người chơi này phát hiện được viêm nữ vô tập tu, đang triệu tập nhân lực, tranh thủ khi những người khác chưa biết đi diệt boss. Diệp tu bám đuôi một mạch, nhưng vẫn chú ý xung quanh, cuối cùng cũng nhìn ra manh mối. Bám đuôi hai người, tất nhiên cũng phải tránh né quân đoàn trăm người phiền phức. Vào sâu trong rừng rậm bừng cháy, trước mặt dần xuất hiện ánh lửa. Càng đến gần, âm thanh chiến đấu càng thêm rõ rệt. Rốt cuộc, ở một mảnh đất trống trong rừng, ba người Diệp Tu nhìn thấy một công hội đang vây giết viêm nữ vu tạp tu. Trong đó có sáu người, kể cả hai đứa dắt ba người đến đây. Là Hạ Vũ, Tô Mộc Tranh nói, Hạ Vũ cũng là một câu lạc bộ trong liên minh vinh quang. Là một đội xếp top giữa bình thường, cũng có đầu tư công hội trong game như bao nhà khác. Tuy vẫn tranh lệch lớn với ba công hội lớn, nhưng mạnh hơn công hội người chơi lập ra giải trí nhiều lần. Dù sao mỗi một câu lạc bộ đều có fan trung thành, mà khi fan chơi game, tất nhiên sẽ ưu tiên đầu quân cho công hội của câu lạc bộ mình ủng hộ. ưu thế kêu gọi như này, công hội của game thủ bình thường không thể nào có được. Bánh bao xâm lấn nhìn sáu người bên kia, khớp y với tình hình đêm qua, lập tức cướp lời, em biết nè, chờ tụi nó giết boss gần chết, tụi mình sẽ nhảy ra, sau đó đập chết sáu đứa, sau đó đập chết boss luôn, ha 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 ha. Ha ha, học mau ghê, Diệp Tu nói, tất nhiên tất nhiên, bánh bao xâm lấn đắc ý, nhưng lần này không làm vậy nữa diệp tu nói ể lần này tụi mình làm khán giả có đạo đức nha diệp tu nói hả hai đứa nấp kỹ vào nhá anh đi một vòng diệp tu nói quân mạc tiếu mất hút trong rừng một lúc sau tô mộc chanh và bánh bao xâm lấn nghe thấy cánh rừng bên kia chuyển đến tiếng hét quân mạc tiếu nó kìa trong rừng đột nhiên náo nhiệt hẳn lên tiếng bước chân lộp cộp đạp lên lá khô rụng càng lúc càng nhiều càng lúc càng gần bóng dáng quân mạc tiếu lại xuất hiện trước mặt hai người chạy nhanh lên trốn mau Diệp Tu gọi, đám hạ vũ đang chuyên tâm giết boss, lúc này trong đội vừa đến thêm hai, biến thành tám người, nhưng họ cũng nhanh chóng chú ý đến tiếng bước chân quanh quẩn nơi nơi. Nghe tiếng nhưng không thấy ai cả, chứng tỏ khoảng cách vẫn còn xa, nhưng âm thanh mồn một như vậy, lại nói lên tiếng động gây ra rất lớn, đồng nghĩa với có rất nhiều người. Tám người bồn chồn lo lắng, họ mới đánh được chút tẹo thôi. Nhanh vậy đã có người gõ cửa, tám người muốn ôm boss chạy trốn, nhưng đã quá muộn. Trong rừng càng lúc càng đến nhiều người, cách càng lúc càng gần. Khi đến nơi, nhìn quanh, tiếp sau đó, đồng loạt ngây ngẩn. Viêm nữ vô tạp tu, âm thanh ngạc nhiên rào rào nổi lên, quả là món quà bất ngờ của cuộc sống. Sự chú ý của mọi người tập trung hết về hướng này, còn quân mạc tiếu chết xó nào. Bấy giờ đách ai ke nữa, quân đoàn nhanh chóng chạy đến, vốn là muốn bày trận vây trận quân mạc tiếu, cuối cùng trở thành vây giết viêm nữ vu tạp tu. Cũng sẵn tay vây giết 8 người hạ vũ đang đánh boss chương 246, hình như không cần, vẻ mặt tám người thay đổi, họ nghe được tiếng bước chân, đoán biết là không ít người, nhưng đông tới chừng này cũng hư cấu quá nha. Mới tìm được viêm nữ vô tạp tu chưa bao lâu mà tin tức đã nhanh chóng lan tỏa, thu hút nhiều sói đói đến dành ăn như vậy. Cái tội này là ở đâu ra thế? Tám người vừa đánh viêm nữ vô tạp tu vừa để mắt quan sát người tới. Đám này không đeo tên công hội, nhưng nếu không có công hội làm sao tập hợp được nhiều người đến vậy? không phải trong công hội hiện tại có thằng nào đủ cấp bơi tới khu rừng rậm bừng cháy tổng hợp thông tin tám người cũng suy ra được lai lịch của đám người này là liên minh đuổi giết quân mạc tiếu của các công hội tám người không khỏi chán nản hiếm khi đầu tiêu phát hiện boss kết quả nhanh vậy đã bị túm mấy công hội này xét thực lực nhà nào cũng mạnh hơn họ theo tình huống hiện tại người cũng đông hơn gấp bội lần là người của hạ vũ đám người vây quanh cũng bắt đầu trao đổi lúc nói ra mấy chữ Hạ Vũ đều mang theo chút khinh thường. Dù là trong liên minh hay trong game, Hạ Vũ cũng không được xem là đối thủ đáng gờm. Ha ha, boss này, có người quay sang nói với bên cạnh, chợt ý thức xung quanh hiện tại cũng không trung hội. Bầu không khí bao trùm đoàn đội bỗng dưng thay đổi, nhanh chóng phân chia vị trí, nháy mắt, cả đoàn quay tròn quanh boss đã chia làm 7 nhóm. 7 nhóm, 7 nhà công hội, hiện tại, liên minh 7 nhà tan rã lại trở về làm đối thủ cùng cướp boss không ai ra lệnh, nhưng mọi người lập tức ao PT, tự tổ đội với công hội nhà, giữ khoảng cách với nhà khác, đánh giá thực lực của nhau. Mỗi lần giành boss giã ngoại, thương vong do cướp giật boss giữa người chơi đều hơn xa tổn thương do boss mang lại, đây đã là sự thật không thể phản bác. Ở khu cũ, boss giã ngoại đều do game thủ cấp 70 giết. Viêm nữ vô tạp tu cấp 36 có thể làm trò gì trước mấy chiêu của người chơi cấp 70 chứ? Nhưng dù vậy, mỗi lần giết boss đều có không ít người tử nạn đều do người chơi công hội khác giết chết, chỉ là boss cấp thấp săn giết nhanh hơn, vì hạn chế về thời gian nên thương vong được giảm bớt. Còn ở thần chi lĩnh vực, boss giã ngoại toàn dân số má, làm người chơi đau đầu không dứt, thêm chuyện đấu đá giữa các công hội, mỗi lần boss chiến, người chết cũng không chỉ một hai. Thần chi lĩnh vực là khu dành riêng cho dân mắc cấp nhưng vẫn có bãi trên, có làm nhiệm vụ lấy XP, hơn nữa mấy chỗ này bình thường cũng rất nhộn nhịp. Tranh đấu ở thần chi lĩnh vực, trước nay không chỉ giới hạn ở giành boss. Mưu đồ bá đạo, trung thảo đường, hai nhà này vắng người. Mọi người đánh giá thực lực tổng quan xong, phát hiện ra hai nhà yếu nhất, không ngờ là hai trong ba công hội lớn. Chỉ xét mỗi chuyện này, đây đúng là thời cơ hiếm có. Mọi người không ngừng chuyển màn hình, liếc mắt nhìn nhau. Động thủ, hay, lúc này kênh đội ngũ mỗi nhà đều vô cùng sôi động. Trần Dạ Huy nghĩ khác, không hiểu sao hắn luôn có cảm giác kỳ quái. Dù hắn cũng rất muốn cướp boss này, nhưng tạm thời lại không muốn trở mặt cùng các công hội. Vòng trong, tám người công hội hạ vũ còn đang chiến với viêm nữ vu tạp tu. Nhưng đám người bao vây lại không để ý tới họ chút nào. Trong suy nghĩ của bọn hắn, số phận tám người này xác định cả rồi. Tụi nó giết tiếp thì chỉ giúp gọt máu boss thêm chút đỉnh, là chuyện tốt. Nhưng phải nhanh chóng hành động, thực lực bây giờ tuy có tranh lệch rõ ràng, nhưng hẳn nhà nào cũng đang gọi đội cầu cứu viện. Viện binh tới trước hay tới sau, bao nhiêu người, đều có ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng. Khi có người muốn ra tay, Trần Giá Huy của Gia Vương Chiều đột nhiên lên tiếng trước, mọi người, bây giờ trùng hợp gặp được boss giã ngoại, giết thì phải giết rồi, nhưng lát nữa mọi người còn phải liên thủ, cạnh tranh quá gay gắt, lát nữa nhìn mặt nhau cũng khó ở phải không. Theo tôi, mọi người có thể hợp tác với nhau, tụi mình cùng đánh boss, ai đánh ít cuối thì boss về tay người đó, có được không? Cách thức giết boss này trong lịch sử vinh quang cũng không phải mới lạ. Từng thành công, cũng từng thất bại. Nhưng với trường hợp đặc thù hiện tại của bảy công hội, Trần Giả Huy đề nghị cách này là xuất phát từ thật tâm, hắn thật sự không muốn mấy người này mất đoàn kết lẫn nhau. Đám người các công hội chưa tỏ ý, bên Hạ Vũ đã có hành động. Tụi nó vốn không ngốc, đương nhiên biết phiêm nữ vô tạp tu lần này khó giữ. Vậy tám người còn đánh boss chi nữa? Tất nhiên là muốn té trước, sống chết của boss cả đám đã chẳng buồn ngó. Tám người đồng lòng, động tác cũng nhanh lẹ, đầu cũng không xoay đã vọt chạy, vừa trốn vừa không dám công kích đợi thoát khỏi trạng thái chiến đấu sẽ nhanh thoát thân nhưng mới đầu boss sẽ đuổi theo cả đám mà trăm người kia làm sao trơ mắt nhìn boss chạy cả lũ cũng không rõ ý đồ của tám đứa kia rồi tụi nó muốn ôm boss ra chỗ khác giết thì sao trăm người cùng nhau đuổi bắt bắt đầu đánh rồi nhưng vẫn không ai tỏ thái độ gì với đề nghị của trần dạ huy mọi người đều ùa về hướng viêm nữ vu tạp tu không gian quanh boss có hạn cả trăm người không cách nào cùng sông đến công kích được nếu không phải thế, chuyện giết boss cũng không gian chân tới vậy. Nếu cho một lần cả ngàn vạn người cùng ào lên hội đồng boss, sát thương sẽ lớn đến chừng nào? Việc đầu tiên khi cướp boss chính là cướp được chỗ đứng. Trăm người không ai không hiểu đạo lý này, các nghề cận chiến nhau nhau vây lấy Viêm nữ Vu Tạp Tu, các nghề công kích xa cũng tìm chỗ đứng hợp chân, nghề hỗ trợ tìm cách chen vào cạnh người nhà mình thả bắp. Nháy mắt, xung quanh Viêm nữ Vu Tạp Tu đã họp thành phiên trợ, game thủ cướp được chỗ đứng ngon lành bắt đầu bắn skill quan sát tình hình này dù không ai lên tiếng đáp lại trần dạ huy nhưng mọi người dường như đều ngầm đồng ý trong quá trình giành chỗ đứng cũng không phát sinh tranh chấp dù vậy thời gian quá gấp rút trong quá trình đó giữa mấy game thủ không trung đội không tránh khỏi hỗn loạn địch thằng pháp sư nhà nào chơi băng phong bạo đó có kẻ nghề cận chiến vòng trong gào giống pháp sư vòng ngoài thả skill băng phong bạo aoe mấy người cùng công hội được miễn sát thương nên không chú ý nhưng người chơi công hội khác thì không như vậy khó tránh chửi CMN. Phối hợp đoàn đội nhưng không tổ đoàn với nhau, khi dùng kỹ năng trên diện rộng đều khó tránh ngộ thương. Ngoài ra đám người hệ xạ thủ bắn từ xa cũng vướng tay vướng chân. Đậu má thằng nào bắn pháo chống tăng đó, lại có người chửi, hệ xạ thủ không tấn công thuận tiện như hệ pháp sư, pháo đạn từ nòng ra chỉ có thể bắn theo đường thẳng. Người anh em bậc thầy pháo súng này vừa vất vả nhảy lên thả một phát pháo chống tăng từ trên cao, không ngờ viêm nữ vu tạp tu tránh quá nhanh, pháo bay tới nổ xám mặt một đồng bào ở công hội khác. Ngộ thương không dứt, tiếng mắng trời ầm ĩ một vùng, Trần Giả Huy muốn lên chỉ huy hợp tác, nhưng năm lần bảy lượt đều chìm nghỉm trong biển người. Hắn vội liên hệ mấy dẫn đội khác, nhưng bấy giờ ai ai cũng xí chỗ tốt bao vây viêm nữ vu tạp tu, một đống đứng lộn xộn đến cả người nhà còn không thấy nhau, làm sao mà chỉ huy. Bất ngờ, viêm nữ vu tạp tu đột nhiên vươn hai tay, cả người sáng bừng ánh lửa. Á à đù, là thiên thạch tinh lạc, cắt nó cắt nó có người gào rú cho ngộ vào cho ngộ vào người chơi nhu đạo bên ngoài khóc lúc viêm nữ vu tập tu niệm chú sẽ ở trạng thái bá thể skill thường không si nhê gì nó chỉ có thể dựa vào các kỹ năng loại bắt lấy đây là sở trường của tụi học nhu đạo nhưng hiện tại cạnh viêm nữ vu tập tu đách có thằng nhu đạo nào chen lọt nổi chiến côn của một pháp sư chiến đấu vươn ra trọt ngang hông viêm nữ vu tập tu tuy lửa vẫn còn cháy nhưng viêm nữ vu tập tu đã bị viên vũ côn đẩy ra thiên thạch tinh lạc bị ngắt nhưng không ai gieo mừng. Ngoá, vô số người rùa, viên vũ côn sẽ ném mục tiêu xuống, mà sau khi bị ném xuống đất sẽ gây ra sóng xung kích. Pháp sư chiến đấu vùng viêm nữ vô tạp tu một vòng 180 độ nằm đo đất xong cũng đập ngã chục em. Bực bội hơn là, cái thằng này còn đẩy luôn boss sang vị trí khác, mấy người chơi vất vả mới giành được chỗ tốt cạnh boss, phút chốc bị bơ vơ một bên. Cái định mệnh, trong đám người bơ vơ có một kiếm khách không cam tâm, ôm hận tới một chiêu rút đao chảm bổ lên lưng pháp sư chiến đấu. Địch, pháp sư chiến đấu loạn choạng, quay người sang đáp trả Long Nha, kết quả một kẻ khác vừa xông lên, Long Nha trọt nhầm người. Làm mẹ gì thế, người anh em ăn đạn lạc là một nhà quyền pháp, một cú đấm vỡ đấm bay pháp sư chiến đấu. Trong lúc bị đấm bay lại phát sinh thêm bi kịch, đụng ngã một loạt người chơi. Bốn phía vang lên tiếng chửi rủa không dứt, tình hình không cách nào ổn định được. Trần Dạ Huy muốn lên tiếng, nhưng mẹ kiếp giờ hắn còn đang gặm bùn đây. Viên vũ côn lúc nãy chính hắn cũng chịu chấn động của sóng xung kích, tâm trạng hết sức tồi tệ. Phút chốc các sát thái skill lấp lánh một góc trời, người chơi còn đang đợi thời cơ chưa đụng được boss cũng nhân dịp lao vào, chỉ cần không chung đội, tất cả đều là địch. Ngừng hết, ngừng lại, đừng rối loạn, Trần Dạ Huy kêu gào, hắn mới đứng dậy đã thấy xung quanh sáp lá cả, vừa kêu được một câu đã bị một thằng trên trời giáng xuống đè cho dập mật. Móa, kêu người mấy ông dừng lại, không ai nghe Trần Dạ Huy nói, Hắn nằm trên đất đi em cho mấy người khác. Thằng đó, thằng hội trưởng Gia Vương Triều, hấp nó trước. Trần Dạ Huy nghe bên cạnh có người gào, tuyệt si em en vọng. Diệp Tu ngồi hóng trong bụi cỏ xa xa sớm chuẩn bị cho quân Mạc Tiếu rút chốt lựu đạn. Hình như không cần, Diệp Tu nói, vừa điều khiển quân Mạc Tiếu cất lựu đạn vào. Trả trách lại muốn đến rừng rậm bừng cháy. Tô Mộc Tranh lầm nhầm, tụi nó quánh nhau chết sạch, boss còn không phải của tụi mình sao? Bánh bao xâm lấn nói. Chương 247, bàn phím và chuột. Cuộc hỗn chiến vẫn tiếp tục. Đúng là 7 công hội lớn đến vì đuổi theo quân Mạc Tiếu, nhưng hiện quân Mạc Tiếu đang ở đâu? Chả ai quan tâm nữa. Cả lũ đều đang chăm chăm vào viêm nữ vô tập tu. Đứa gần boss thì thi nhau cướp boss, thằng gần nhau thì thi nhau đập để cướp chỗ đứng. Tất cả đều không treo tên công hội, có khi muốn xem đứa đứng cạnh có phải công hội nhà mình không cũng bó tay. Thế là chả ma nào để ý nữa, đằng nào cùng nhà cũng được miễn sát thương. Tranh boss ở đâu cũng có, nhưng loạn xà ngầu đến thế này thì xưa nay khá hiếm. Với kinh nghiệm cướp giật nhiều năm, nếu là công hội lớn, khi cướp boss sẽ không oánh giết tục tầng thế này. Nhưng mọi việc xảy ra quá bất chợt, sau cùng phát triển đến bước không ai ngờ tới. Nhiều người cũng muốn yên thân rút ra, nhưng đã thế này, tao không giết mày thì mày cũng thì tao, thế nên không ai dám thoát khỏi hố lửa nữa. Chiến thuật, chỉ huy, không cần, cứ quất trước đã. Cũng có người muốn đứng ra chỉ huy, như Trần Gia Huy chẳng hạn, nhưng sau khi bị đè dẹp lép như con tép dưới đất, góc nhìn toàn thấy chân với cẳng thì còn chỉ huy cái nổi gì. Với cả, hắn gióng chống khua chiêng chỉ huy, nói một thôi một hồi, giữa cuộc hỗn loạn tự dưng lại thành bia ngắm cho tất cả. Thịt thằng chỉ huy trước, đạo lý này không ai là không biết. Thế nên lần thứ hai chụp ếch, Trần Giả dạ Huy không đứng lên nổi nữa. Trong thời chiến loạn, đại thần chui vào cũng phải sống mái một phen, huống chi là với bản lĩnh trả đâu vào đâu của Trần Giả dạ Huy. Trong cuộc loạn chiến, không ai đoán được mọi chuyện sẽ đi đến đâu, Diệp Tu cũng thế. Nhưng theo số lượng người chơi tạch ngày càng nhiều, người bớt đi, chiến trường trở nên rõ ràng hơn. Lúc này, số người sống sót cũng chả phải cao thủ gì cho cam, chỉ ăn may hay núp lùm giỏi hơn mà thôi. Còn với những thành phần tích cực cướp và đánh boss, chết cũng tích cực lắm thay. Người ít đồng nghĩa với cuộc chiến bất hỗn loạn, mà đã không loạn, thì sự chỉ huy và tổ chức cũng hiện rõ ra. Những kẻ đầu đàn như Trần Giả Huy có lẽ đã tử trận, nhưng trung quy công hội vẫn còn người có tiếng nói. Chiến trường vốn đang hỗn loạn bỗng trật tự hẳn, bảy công hội, bảy đội ngũ cũng nhìn rõ nhau hơn. Và rõ nữa, chính là hành động của boss viêm nữ vu tạp tu. Tạp tu vung cây pháp trượng, một quả cầu lửa nện xuống một người chơi. Quả cầu lửa này có thể coi là mối họa diệt thân. Không phải vì bản thân nó mạnh thế nào, mà chính vì nó khiến mọi người nhận ra thù hận của tạp tu đang đặt trên ai. Thù hận lớn nhất đồng nghĩa với vị trí dẫn đầu trong việc cướp boss mà công hội đó liệu có sống yên thân được với sáu công hội khác không họa diệt thân bởi vậy mà đến nhoáng cái một đội ngũ cứ thế mà bị giết sạch đội này thuộc công hội nào ba người diệp tu trốn một bên cũng không nhìn ra được cuộc chiến không còn loạn nữa mỗi người đều rất cẩn thận cũng tỏ rõ kiên nhẫn tình thế tiếp tục diễn biến như vậy chẳng mấy chốc số người chết đã giảm đi đáng kể viện binh của các đại công hội cũng dần xuất hiện đều là các vị hội trưởng đích thân ra trận trên đường có đụng độ nhau, với sự kiện xuất hiện boss lần này, các vị hội trưởng đều giả lả bằng đủ loại âm mưu hiểm độc. Chúng ta đi thôi, Diệp Tu gọi nhỏ, hề, bánh bao xâm lấn chưa kịp hoàn hồn, để chúng tự xử đi. Diệp Tu nói, ngay từ đầu, kế hoạch của hắn vốn đã không có ý định cướp boss. Từng ấy công hội tranh cướp nhau, ban đầu tuy loạn, nhưng cuối cùng sẽ tự ổn định lại, các công hội lớn có thừa khôn khéo để nghĩ cách giảm thương vong rồi cướp boss. Như trận hỗn chiến này, diệp tu đã sớm đoán được nó chẳng kéo dài đến cùng bánh bao xâm lấn thì thật ngây thơ và hồn nhiên khi cứ đinh ninh tất cả sẽ chém giết lẫn nhau cuối cùng chỉ sót lại mình boss lẻ loi cho ba người họ chúng ta không giết boss hả bánh bao xâm lấn vẫn ngây thơ hỏi không tới lượt chúng mình đâu diệp tu đáp tại sao chứ bánh bao xâm lấn vẫn thắc mắc vì họ đông hơn diệp tu trả lời bánh bao xâm lấn nhìn lại vấn đề toán học còn con này không làm khó được cậu quả là đối phương đông thật và ảo tưởng về một cảnh tượng đối phương chết sạch là không thể xảy ra. Giờ đám người bên kia đang gì gì vây quanh boss, cả một đám đáng khinh nhìn ngang liếc dọc. Nhân lúc chúng đang bận, chúng ta đi làm việc của mình thôi. Diệp Tu nói, và thế, ba người đi vòng ra khỏi rừng rậm bừng cháy. Cuộc chiến phát triển đến mức nào, ba người không biết. Nhưng kết quả cuối cùng thì vẫn có, bởi ăn được boss ẩn sẽ được lên TV. Ra khỏi rừng rậm bừng cháy, ba người đi đến khe núi nhất tuyến, quả nhiên chả ai nhớ đến họ nữa. Lối vào khe núi nhất tuyến không còn đứa nào đứng canh như thằng ngu nữa. Ba người vào khe núi, đi phó bản, tối qua mới đi hai lần, ba người vẫn còn một lượt, tổ đội đại với hai người khác, vào phó bản. Ra khỏi phó bản vẫn không thấy động tính gì từ phía rừng rậm bừng cháy, có lẽ vẫn đang cỏ cưa nhau. Đã gần 11 giờ, Diệp Tu thoát khêm rời sảnh thay ca, cuối cùng hai cô nương trần quả và đường nhu cũng tay sách nách mang túi to túi nhỏ trở về lại giúp một tay với nào. Trần Quả gọi Diệp Tu đang đứng chờ thay ca. Diệp Tu không dám chậm trễ, chạy vội ra sách túi, vừa thấy thứ Trần Quả kẹp dưới tay thì sáng mắt, ái trà, màu xanh kinh điển. Ấy, cũng có mắt nhìn gớm nhỉ. Trần Quả nói, thường thôi, Diệp Tu cười, màu xanh kinh điển là một loại bàn phím chuyên để chơi game, cũng là bàn phím quen thuộc của Diệp Tu. Tiệm nét của Trần Quả dùng bàn phím và chuột đều khá tốt, nhưng so với loại kinh điển dành cho chuyên nghiệp này thì còn kém xa lắm thấy cậu em cũng biết nhìn hàng, thưởng cho một cái này. Trần quả ý bảo Diệp Tu lấy một chiếc bàn phím dưới tay cô. Chị tốt vậy á, thật ra Diệp Tu đã thấy ba chiếc bàn phím y chang nhau được hai người mang về. Mua ba cái được chiết khấu, may cho cậu. Trần quả bảo, còn chuột nữa, Trần quả móc một chiếc hộp trong túi to ra đưa cho Diệp Tu. Cái này, làm sao, tôi không quen, Diệp Tu đáp, sao lại không quen, Trần quả hỏi, nó nặng quá, Diệp Tu nói, Chuột máy Trần Quả mua có tên là kim loại nặng, đủ to đủ nặng, độ nhạy cao, cũng có không ít người chơi thích loại chuột này. Nặng á, ưm, nặng quá, dùng mỏi tay. Diệp Tu đáp, cậu lười vừa phải thôi chứ. Trần Quả nói, dù sao cũng cảm ơn chị. Diệp Tu vẫn nhận lấy chuột, thế cậu quen dùng chuột nào? Trần Quả hỏi, loại gió nhẹ phiên bản 7 ấy. Diệp Tu trả lời, loại đó á, loại đó dành cho con gái mà. Trần Quả cũng biết loại chuột này, nhưng với cô... Loại chuột này nhỏ nhắn xinh xắn, nhạy và rất nhẹ, được nữ sinh ưa chuộng hơn Hợp với mình là được mà, có phân nam nữ đâu chị Diệp Tu cười, Trần Quả lại móc một con chuột khác từ trong túi ra Lần này là loại gió nhẹ phiên bản 7 Ô ô, trùng hợp quá nhể, cũng có nữa à Đây tôi đổi cho chị Diệp Tu đưa con chuột kim loại nặng cho cô Biến, ai muốn đổi cho cậu Trần Quả nói, con này hợp với chị hơn Diệp Tu đề cử kim loại nặng cho Trần Quả với kỹ thuật chưa chuẩn như chị dùng loại chuột nặng này hợp hơn nó giúp thao tác của chị chính xác hơn đó bốc phét trần quả không tin không tin chị thử thì biết diệp tu nhét kim loại nặng vào tay trần quả chiếc bàn phím này lắp vào máy ngoài quầy hả diệp tu quơ quơ màu xanh kinh điển trước mặt chị chủ xin chỉ thị ừ lắp đi trần quả phê chuẩn vậy của hai người thì sao diệp tu vừa đổi bàn phím cho máy ngoài quầy vừa quay đầu hỏi hai cô gái ơ ờ, hai người lại chưa hề nghĩ đến vấn đề này Tiệm nét tuy nhiều máy, nhưng chủ quán như Trần Quả lại chẳng có máy chuyên dùng. Như thế mỗi lần xuống lại đổi bàn phím với chuột, dườm già quá. Nhưng lắp thẳng vào máy lại không tránh được việc khách hàng trà đạp, thế thì lại tiếc. Vấn đề nằm ở chỗ đó. Trần Quả nói, từ từ nghĩ đi, Diệp Tu nói rồi cũng vừa lúc thay xong màu xanh kinh điểm. Đặt tay lên, một cảm giác vô cùng thân thuộc. Loại bàn phím này đã theo hắn 5 năm, mà kệ đi, kiếm chỗ lắp thử cái đã. Trần Quả sốt ruột lắm rồi, chả buồn nghĩ nữa, cứ lắp vào chơi cho đã trước. Cô tìm đại một máy trống, hí hoáy đổi phím đổi chuột. Đường Nhu cẩn thận hơn, còn biết cất đồ trước, không như Trần Quả, quẳng luôn trước cửa tiệm nét. Đường Nhu làm hai chuyến mới sách được hết đồ vào. Hai cô nàng đi dạo phố, đương nhiên không chỉ mua chuột với phím. Nào quần áo, phấn son, không tám chín túi thì còn gì là con gái. Diệp Tu lắp bàn phím xong xuôi, còn phải phục vụ vài vị khách ra khỏi máy lúc 11 giờ trần quả lắp xong đã dùng ngay tắp lự vừa vào trò chơi đã phi thẳng đến đấu trường như thể cầm được hai thứ thần binh sẽ lập tức trở thành vô địch thiên hạ vậy kết quả trận đầu bị người ta hành trận thứ hai cũng dứa trần quả như bị hắt cả bồn nước lạnh ngồi ngây như phỗng tôi bảo này chị cho là đổi phím với chuột là pro ngay được ấy hả diệp tu đứng bên chào hỏi khách khứa nhưng vẫn quan sát tất cả trần quả quay đầu lại diệp tu lại cúi đầu thối tiền cho khách miệng liến thoáng, kỹ thuật mới quan trọng Chị muốn nâng cao, đổi chuột đổi phím còn chẳng bằng trò đập chuột em đưa chị chơi. Anh đang nói với ai vậy? Vị khách ngờ vực hỏi. À với em gà mờ bên kia. Diệp tu đáp, chú thích coi cho vui chứ chả chắc gì, ai biết thì bảo tụi em nhé. Bàn phím màu xanh kinh điển lan xe trinh tiên, dự là con e-blue. Cha màu xanh kinh điển ra cả đống nhưng dành cho game thủ thì chắc con này. Chuột gió nhẹ phiên bản 7 trinh phân di chi dai con này nó không thèm ra hình luôn chỉ thấy duy nhất một bạn miêu tả nó màu trắng và đây là cái hình duy nhất dính đờ si chuột nhẹ như gió, thấy nó cũng nữ tánh. Mặt cười, chuột kim loại nặng, có hai bên chuột trái và phải dài, khá góc cạnh. Hình minh họa kiểu dáng random, rất hợp với dáng trị gạch dưới, z gạch dưới. chương 248, chỉ bảo đôi chút, ai là gà mờ hả? Trần Quả nghe thấy biệt danh Diệp Tu đặt cho mình, vô cùng không phục mà giống về một câu, quay người sở phím bắt đầu trận đấu mới. Vô tình thật đấy, nó không giúp được gì nên bà chị đập nó thế à? Bên này Diệp Tu lẩm bẩm nhưng giọng nói lại lớn đến mức Trần Quả có thể nghe thấy. Trong cơn tức giận, trận thứ ba lại đo đất, muốn đẩy bàn bỏ đi, nhưng sợ bị Diệp Tu khinh bỉ, đành cắn răng tiếp tục trận thứ tư. Đường nhu sách đồ vào phòng, thu dọn xong quay về, kết quả nhìn thấy Trần Quả nghiến răng gõ phím lại cạch. Sao vậy? Đường nhu kinh ngạc, tâm trạng của Trần Quả bữa nay rất tốt, sao chỉ thoáng chốc đã nổi giận rồi? Thua sáu trận, Diệp Tu nói, "Lo mà tính tiền đi, tính sai chị đây vặn cổ chú mày." Trần Quả Quát, Diệp Tu lo thu tiền mà còn đếm được cô thua bao nhiêu trận, lại bị anh chọc giận à? Đường Nhu bó tay, lần này cô cũng cầm bàn phím và chuột xuống thử. Cả ngày hôm nay cứ nghe Trần Quả Luyên Thuyên về chuyện có bàn phím và chuột vừa tay sẽ đẳng cấp thế nào. Trần Quả trở về đã nhanh chóng đổi bàn phím và chuột mới, ai ngờ thua liền 6 trận, Đường Nhu cũng hiểu chị ấy sẽ khó chịu như nào. Nhẹ nhàng đi đến máy tính bên cạnh Trần Quả, Đường Nhu vừa thay bàn phím vừa nhìn Trần Quả chấp nhận lời mời thứ bảy. Hiện tại kỹ thuật của Đường Nhu rất được, nhưng kinh nghiệm quan sát lại không bằng Trần Quả, nên cô ngồi xem cũng không nhìn được bao nhiêu trò. Nhưng chỉ với phương thức đơn giản nhìn thanh HP dài ngắn của hai bên để đoán, không thể nghi ngờ Trần Quả vẫn rơi vào thế yếu. Từ từ mà đánh, bà chị gấp gáp làm gì? Giọng của Diệp Tu lại bay từ bên kia tới. Ôi cái thằng này sao cứ làm nhảm kinh vậy, ồn chết được hai đứa mình kiếm chỗ nào yên tĩnh thôi. Trần Quả nói với Đường Nhu, bình thường không phải chỉ thích náo nhiệt sao. Đường Nhu cười, nếu muốn yên tĩnh thật sự, lên lầu hai có sẵn phòng riêng trang nhã. Nhưng thân là chủ tiệm nét, Trần Quả lại chưa từng hưởng thụ lầu hai, trước giờ đều chen chân dưới đại sảnh lầu một, bởi cô thích bầu không khí sôi nổi tụ tập chơi game, mà cô cũng lớn lên trong bầu không khí ấy từ thừa nhỏ. Là một chủ tiệm, chính cô lại không hiểu vì sao sẽ có người thích lên lầu hai chơi riêng đến đó thì có khác gì chơi máy ở nhà đâu, ồn chết được ồn chết được ồn chết được, Trần quả làm nhảm theo từng nhịp thao tác, quen thói dùng hết sức bấm chuột và phím, cứ như đang vặn đầu diệp tu. Với tâm trạng như vậy, cô phát huy vô cùng tốt, trông ván này như sắp hòa. Đường Nhu đang đăng nhập vào trò chơi, chợt nghe Trần Quả A à một tiếng, quay đầu nhìn, trục yên hà của Trần Quả bị người ta đánh bay lên trời, đang bị giày xéo trên không. Thì dùng đại phi pháo bỏ chạy thôi, Diệp Tu nói, cần chú mày nói hử. Trần Quả nói xong, trên không nã pháo, kết quả góc độ lơ lửng lại qué loạn, không nắm giữ tốt, cuối cùng một pháo chĩa lên trời, lực phản đẩy xuống, trục yên hà của Trần Quả tự đẩy mình nằm bẹp xuống đất. Chậc chậc, ba chị dùng đại có hơi quá. Diệp Tu nói, ê ê, thị lực của chú mày là cái quái gì thế? Xa vậy mà cũng thấy được à? Trần Quả dứt khoát ngừng đánh đứng dậy, hầm hừ lao đến quầy thu ngân tìm Diệp Tu tính sổ. Diệp Tu chăm sóc khách hàng xong, đang nhàn hạ, cười nói, ánh mắt không tốt thì làm sao làm cao thủ được. Là cao thủ thì phải chỉ bảo đôi câu, không phải ngồi đấy châm chọc. Trần Quả nói, sao lại không chỉ bảo cho chị chớ, bảo chị đừng bấm bậy, là để chị bình tĩnh, bảo chị từ từ đánh, chị lại gấp gáp xông lên, bảo chị dùng phi pháo, chị chĩa luôn lên trời. Diệp Tu nói, thao tác sai tí không được à, Trần Quả cắt ngang, nhưng sai lầm ấy vốn có thể tránh khỏi, bà chị xem, "Tôi đã sớm nhắc nhở kim loại nặng thích hợp với bà chị hơn gió nhẹ 7.0 mà." Diệp Tu nói, "Chị, chị." Trần Quả không đáp trả được, ngẫm nghĩ thì những câu nói của Diệp Tu đều nhắc nhở cô, nhưng cô không hề để ý. Trần Quả cảm thấy mình không cần tên này nhắc nhở liên mồm, nếu nó đứng ra để cô đạp hai phát, có lẽ tâm trạng cô sẽ ổn định ngay, phát huy cũng tốt hơn. Đổi kim loại nặng thử xem." Diệp Tu lấy chuột kim loại nặng trên quầy Thu Ngân đưa cho Trần Quả, vừa nãy Trần Quả ném nó qua bên hiển nhiên không hề coi trọng thử xem trần quả nghi ngờ nhìn chăm chú vào con chuột cồng cành nọ do dự một chút nhưng vẫn cầm lấy vừa mới đổi có thể không quen lắm cứ từ từ đánh đừng gấp gáp hơn nữa đối thủ gần đây của chị có thể hơi mạnh diệp tu nói vì sao trần quả hỏi chị nổi tiếng quá mà ai nấy đều muốn khiêu chiến chị diệp tu nói trần quả lập tức hiểu ngay lại bị tức gần chết còn không phải tại chú mày lần sau không cho mượn ốc nữa Sô ẩn Diệp Tu dùng ớt của cô giết Thủy Dương quấn bờ trong tích tắc, Trục Yên Hà trượt nổi như cồn. Video đến giờ còn leo top chưa rớt đài, không mấy người biết Diệp Tu mượn ớt, chỉ coi ớt này chính là cao thủ, nháo nhào đến chiêm ngưỡng. Chỉ chớp mắt có bao lời thỉnh giáo, bái sư, khiêu chiến, có bạn bè còn PM em hỏi cô thâm tàng bất lộ à. Trần quả bực lắm, cô không hề có cảm giác một trận làm nên thanh danh, người nổi là tên Diệp Tu cơ. Trần quả nghĩ rằng, tên nhóc này phủi mông nhanh chóng, để hậu quả cho cô thu dọn, cực kỳ quá đáng. Hít, do tôi không nghĩ cẩn thận, tôi nên đánh khiêm tốn chút, bà chị cũng sẽ không gặp nhiều phiền phức như thế. Diệp tu nói, ai, không có gì đâu. Diệp tu hối hợp mình không nghĩ cẩn thận, làm Trần Què chưa kịp tiếp tha nổi. Có điều chị cứ chơi ở đấu trường nhiều vào, mọi người sẽ thấy được sự thực nhanh thôi. Diệp tu nói tiếp, chú mày đi chết đi. Trần Quả cầm chuột quay đầu đi, ngây thơ, sao cô có thể nhầm tưởng nó biết ăn năn chứ? tôi tiếp tục chỉ đạo từ xa cho chị đây diệp tư hô sau lưng trần quả xong dài trần quả nói bên này đường nhu cười suốt đợi trần quả tới giúp cô thay chuột trần quả cầm kim loại nặng quơ quơ hai cái liên tục phàn nàn chuột nặng trong lòng lại đầy mâu thuẫn có điều cô vẫn tiến vào trận một trọi một ngay hai bên đấu võ trần quả mới đổi chuột nặng nên chưa kịp thích ứng nhưng tâm trạng lại rất bình tĩnh cô vừa bị tạt gáo nước lạnh mà trần quả bất chợt nhận ra một sự thật Trợ giúp từ bàn phím và chuột mới chỉ có giới hạn. Trận đấu nghiêm túc này, Trần Quả không kém như trước nữa. Cũng không quá xuất sắc, ít ra đạt đủ tiêu chuẩn như bọn Điền Thất và Nguyệt Trung Nguyên, trình độ ngang ngang phần lớn game thủ. Thêm tài khoản được chăm chút nhiều năm của cô, trang bị khá ngon lành, đa phần vẫn chiếm ưu thế. Trong suốt ván này, Trần Quả nhanh chóng phát hiện chỗ tốt của kim loại nặng. Con chuột nặng nề này dễ khống chế hơn gió nhẹ 7.0. Mặc dù hơi nặng, nhưng nó là chuột chứ không phải gạch nâng cổ tay thôi là di chuyển được vừa chuyển chuột vừa than mệt tất nhiên là làm quá để đỡ quê thằng này nói cũng đúng chân quả lẩm bẩm trong lòng thầm so chuột càng dùng càng thuận tay thao tác ngày càng trôi chảy không gặp khó khăn gì sau cùng trận đấu chiến thắng dễ dàng hư coi nó còn nói được gì chân quả cảm thấy hả hê quay đầu thoáng nhìn về phía quầy lập tức nổi giận mãi mới thắng một trận thằng cờ hó kia lại lo chơi không thèm nhìn chân quả bó tay rồi cũng không thể bắt người ta xem mình chơi game được. Hậm hực vào thêm trận nữa, nhìn lướt qua màn hình của Đường Nhu, thấy cô nàng cũng vào game, đang ở khe núi nhất tuyến. Mọi người đang làm gì vậy? Trần Quả hỏi. ưng um, ngày hôm qua đánh cả ngày, trang bị sắp hư nên em đi sửa. Đường Nhu nói, còn bị đuổi giết à? Trần Quả hỏi, hai cô gái đi chung cả ngày, trò chuyện không ít về vinh quang. Hình như còn, Diệp Tu kêu em đợi một tiếng. Đường Nhu nói, thằng đó đâu? Trần Quả Thuận miệng hỏi, cũng mới lên ở khe núi nhất tuyến, có lẽ một chút sẽ đi phó bản chung. Đường Nhu nói, à Trần Quả lên tiếng, tiếp tục PK ở đấu trường bên mình. Diệp Tu lo cao khoảng nửa tiếng, phong sợi yên mộc của tô mộc tranh và bánh bao xâm lấn sau khi lên đều không ở cạnh. Tình cảnh hiện tại của họ không tiện để lộ lộ trốn đông người. Giết boss kia chưa? Diệp Tu vừa gửi tin hỏi, vừa mở bảng kỷ lục giết boss phim nữ vu. Chưa xong nữa, Tô Mộc Tranh trả lời, Diệp Tu cũng thấy trên bảng kỷ lục vẫn là tên đội mình. Vất vả ghê, Diệp Tu thở dài, muốn quay lại xem ra sao quá. Tô Mộc Tranh nói, đừng hóng hớt nữa, tí phá bản xong thì nghỉ ngơi sớm chút. Diệp Tu nói, người đủ hết rồi, Tô Mộc Tranh nhìn thấy hàn yên nhu của đường yên và một tấc cho của kiều nhất phàm Login. in. Họ đi sửa đồ, Diệp Tu đáp, trang bị sau một ngày chiến đấu đều phải sửa, nếu không vì chuyện phiền phức đó, cả lũ có thể du rú trong khe núi nhất tuyến việc trốn đông trốn tây trong mê cung này không tệ tí nào. Hy vọng có thể đến trước khi bọn chúng giết được boss. Tô Mộc Tranh nói, kịp, chúng giết boss xong còn cần thời gian chạy qua nữa. Diệp Tu nói, từ ưng dậm bừng cháy sang có xa lắm đâu. Ây, nhiều người từ thành không thích đến. Diệp Tu nói, bi kịch A, Tô Mộc Tranh cảm thán. Ba người tùy tiện giết quái trở phó bản tái lập lúc 12 giờ, sẵn tiện chờ đường nhu và kiều nhất phàm sửa trang bị về. Suốt cuộc, Tin tức hệ thống mà họ đợi hồi lâu đã xuất hiện, viêm nữ Vu tạp tu ở rừng rậm bừng cháy bị công hội mưu đồ bá đạo ăn mất. A, à, họ giết được kìa, được lắm. Diệp Tu vừa khen vừa PM dạ Độ Hàn Đàm hỏi, rất gì đó? Chi hả, liên quan gì đến ông? Dạ Độ Hàn Đàm trả lời, căn cứ vào tiến độ của mấy ông, tôi muốn đổi danh sách đánh cuộc mới. Diệp Tu nói, ngoé đéo nha. Dạ Độ Hàn Đàm trả lời dứt khoát. Chương 249, thuận theo tự nhiên, lần này mưu đồ bá đạo giết được viêm nữ vu tạp tu không hề dễ dàng. Bảy công hội lớn dây dưa qua lại, ai cũng muốn ra tay nhưng lại sợ những người khác thừa cơ lợi dụng. Bằng không lấy thực lực của các công hội, giết viêm nữ vu tạp tu khẳng định không mất những ba tiếng như bốn người bọn diệp tu. Hồi đầu phang bậy phang bạ, ai cũng không chiếm được chút lợi nào. So sánh ra, mưu đồ bá đạo lại yếu thế hơn, lúc đó người của họ ít, lực tấn công boss không bằng người. Nhưng khi viện binh tới, ưu thế của mưu đồ bá đạo mới dần hiển lộ năm người tưởng du không chỉ là một đội tinh anh thường mà còn là những tinh anh đứng đầu toàn bộ vinh quang. Đừng nhìn họ bất lực trước mặt Diệp Tu mà lầm, cả hai vốn không cùng một đẳng cấp, nếu có thực lực chống lại Diệp Tu, họ đã được công hội khai quật vào chiến đội từ lâu, sao còn có thể chật vật trong game chứ? Theo thống kê đến nay của nhà phát hành, Vinh Quang có hơn trăm triệu thẻ tài khoản chính thức. Nếu suy xét đến tình huống một em nhiều thẻ, số người chơi cụ thể lại không hề cố định. Nhưng dẫu sao, mấy trăm ngàn là điều chắc chắn. Còn tuyển thủ chuyên nghiệp thì sao? Trong vòng đấu chuyên nghiệp lần thứ 8 hiện nay, 20 chiến đội bao gồm tổng cộng 206 tuyển thủ chuyên nghiệp. Người chơi đến mấy trăm ngàn lại chỉ có 206 người trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, tính thêm cả những người đã giải nghệ thì vỏn vẹn mấy trăm. Mấy trăm ngàn so với mấy trăm, từ số liệu trên có thể nhìn ra chất lượng hàng đầu của tuyển thủ chuyên nghiệp. Cho nên, không phải đám tưởng du quá yếu, mà là Jordan đang chơi cho giải đấu trung học. Sao Michael Jeffrey Jordan, cầu thủ bóng rổ nổi tiếng thế giới của Mỹ đã giải nghệ. Vì vậy quăng vào vòng chiến của game thủ thường, năm người tưởng du lập tức tìm lại cảm giác huy phong. Không còn dáng vẻ bó chiếu trước mặt quân mạc tiếu, tự tin của cao thủ đã quay về trên người họ. Năm người này kỹ thuật thượng thừa, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, mỗi người có thể tự lo phần mình. Công hội lớn nào cũng có người giống vậy, nhưng không tập trung hết ở khu 10 như mưu đồ bá đạo kế hoạch tạo ưu thế ở khu 10 của Trần Giả Huy thật ra cũng dựa trên suy nghĩ đấy. Có điều lần này Trần Giả Huy bất cẩn rồi, sau một hồi trường kỳ đánh boss gian khổ, năm người của mưu đồ bá đạo chiếm được ưu thế, cuối cùng giành được viêm nữ vô tạp tu. Đó chẳng khác gì thuốc trợ tim cho mưu đồ bá đạo sau mấy ngày kìm nén. Tin chúc mừng trong công hội còn chưa spam đủ, quân mạc tiếu đã mặt dãy bu lại, dạ độ hàn đàm chỉ hận miệng lưỡi mình không đủ bén nhọt, không chửi chết được cái thằng này vừa nhìn họ giết viêm nữ vô tạp tu vừa sửa danh sách, hóa ra họ giết boss vì quân mạc tiếu sao. Dạ độ hàn đàm quyết không dễ thư tha, tuyệt đối không được, dạ độ hàn đàm gửi thêm một tin thể hiện lòng quyết tâm của mình. Thế à, tiếc ghê, quân mạc tiếu đáp bâng quơ một câu rồi im bặt, dạ độ hàn đàm cao tường. Tư duy của thằng này rốt cuộc đang ở đâu, gã cảm thấy mình không nắm bắt được. Boss đánh xong, các công hội đều đang kiểm kê thương vong, chắc sầm đứa nào ra tay với mình, ghi sổ để mai tính những cuộc chiến tương tự kéo dài nhiều năm làm mỗi công hội lớn giảm bớt sự nhiệt huyết và xúc động lại tăng thêm lý trí cùng thâm độc đến hiện nay rất hiếm gặp tình huống boss bị cướp liền lập tức trở mặt sống mái với nhau tất cả sẽ bình tĩnh xem xét hoàn cảnh nếu nắm ưu thế tuyệt đối rep ngay không thương lượng nhưng với tình huống ngang cơ nhau ghi hận rồi đòi nợ sau lâu dài sổ nợ của các công hội trở nên dai dẳng hôm nay mày giết người của tao ngày mai tao giết người của nó ngày mốt nó lại giết người của mày oán thù không dứt, chết chóc triền miên, để hận đời đời. Lúc này mưu đổ bá đạo đánh bại viêm nữ vu tạp tu, tâm trạng của các công hội lớn khá ổn định, chỉ ít ngoài mặt là thế. Đây là tài diễn xuất của những tay lão làng từng trải. Chỉ có ma mới mới không kiềm né được mà giết người cướp của. Các tay lão làng phải phong cách hơn, như hội trưởng khu 10 của công hội Luân Hồi, cô ẩm rất nhân đạo mà chúc mừng dạ độ hàn đàm, dạ độ hàn đàm cũng cười vui cởi mở thể hiện đôi bạn cùng tiến. Kỳ thực hai người trong tay đều nắm chặt danh sách thương vong của trận vừa rồi, người chết dưới tay công hội đối phương không hề ít. Trần Dạ Huy sau khi chết một lần cũng gấp gáp chạy về, không cướp được boss nên trong lòng khó tránh khỏi phiền muộn. Nhưng nhìn bầu không khí hài hòa này, gã lập tức nhắc đến chuyện của quân Mạc Tiếu. Vì vậy, các công hội lại quây quần bên nhau như chưa từng có cuộc chia ly, ai nấy ôm bụng nham hiểm mà thương lượng hành động tiếp theo. Hiện giờ không rõ quân Mạc Tiếu đang đi đâu, người trong một công hội bảo, 12 giờ rồi, có lẽ đang đi phá bản khe núi nhất tuyến trăng. Lại có người nói, tôi không nghĩ như vậy. Người vừa cướp được boss đường tham quan mở rộng dạ độ hàn đàm đưa ra ý kiến, cứ dùng cả đoàn người đuổi theo đám quân mạc tiếu sẽ tốn rất nhiều nhân lực. Không bằng ai làm gì thì làm, nhưng mỗi người phải chú ý hơn. Phát hiện quân mạc tiếu, đừng manh động, chỉ cần truyền tin tức, lúc đó chúng ta lại tụ họp. Đừng làm những chuyện như chắn lối vào khe núi nhất tuyến nữa. Dạ độ hàn đàm nói vậy đương nhiên là có tư tâm. Chiến đội bên họ đã ra quân, quân Mạc Tiếu còn không đối phó được sao? Họ đã lười tham gia hoạt động này, chẳng qua ngại mặt mũi mới miễn cưỡng tham gia. Bây giờ có cơ hội liền tìm cách thoát ngay. Các công hội khác mặc dù không nghĩ thế, nhưng cách nói của dạ độ hàn đàm quả thực quá êm tai. Bất kể là lối vào khe núi nhất tuyến hay lối vào chủ thành, cuộc sống cũng quá buồn tẻ. Thực sự không muốn trải qua cuộc sống trong game thế nữa. Kết quả kiến nghị của dạ độ hàn đàm vừa đưa ra, xếp bự mỗi công hội còn chưa lên tiếng, quần chúng đã nhiệt liệt ủng hộ. Mấy xếp của công hội sao lại không thấy phiền, cứ tưởng rằng tập trung nhiều người, chuyện kéo chân quân Mạc Tiếu chỉ là chuyện nhỏ, nào ngờ bản thân bị quân Mạc Tiếu kéo còn dữ hơn. Đầu tư quá nhiều nhân lực, kết quả lại không như ý, phương án thất bại này không đáng để tiếp tục. Dạ độ hàn đàm vừa nêu kiến nghị, đám quần chúng trầm trồ khen ngợi, lập tức nhận được sự ủng hộ của nhiều người. Ngoài ra, có hai tiếng phản đối. Một là Trần Dạ Huy, gã có âm mưu khác, chỉ mong sao quân Mạc Tiếu và các công hội kéo chân nhau, nào cam lòng để các công hội lớn giảm bớt đầu tư chứ. Mà người phản đối còn lại, thực tế là tới vì viêm nữ vô tạp tu, hội trưởng Trung Thảo Đường sa tiền tử. Thái độ của Trung Thảo Đường đối với việc đuổi giết khá lỏng lẻo, hiện tượng theo chơi quá nghiêm trọng. Giờ bất chợt đứng về phe mình, Trần Giả dạ Huy cảm thấy chuyện này đáng suy ngẫm. Từ thái độ của Trung Thảo Đường, có thể chúng đang mang âm mưu giống mình, hy vọng quân Mạc Tiếu và các công hội ôm nhau chết chùm có điều, ngẫm theo lẽ thường, các công hội hợp tác đuổi giết vài người, làm sao xảy ra cục diện chết chùm nổi. Có thể suy nghĩ như vậy, trừ phi người của Trung Thảo Đường cũng biết quân Mạc Tiếu Chính là nhân vật cấp đại thần Diệp Thu. Sao chúng biết được, Trần Giả Huy nhất thời không nghĩ ra. Mọi người mọi người, quân Mạc Tiếu hiện đang là đối thủ số một của chúng ta. Mọi người không hao phí sức lực lên người hắn, đó là hành vi thiển cận, sự phát triển tại khu 10 trong tương lai của chúng ta sẽ bị cản trở. Sa tiền từ tận tình khuyên bảo ha ha theo lời của ông bạn sa tiền tử chúng ta không phải rút hẳn chỉ chỉnh sửa lại chút chiến lược hiện tại chúng ta quá coi trọng quân mạc tiếu dễ dàng bị hắn rắt mũi quân mạc tiếu vừa mới lộ diện chúng ta đuổi mãi không thôi phòng thủ ngay cửa thành cũng đã làm nhưng tính đến nay những trò phòng vệ ấy có mang lại tác dụng gì tôi nghĩ không bằng kỹ thuật theo tự nhiên với thực lực kết hợp của chúng ta tai mắt trải rộng khắp nơi chúng ta chỉ cần thỉnh thoảng tổ chức truy sát làm quân mạc tiếu cảm thấy nguy cơ răng đầy chỗ nhiều người không dám đi đánh quái nhiệm vụ hay phó bản đều phải trốn tránh hắn mất nhiều thời gian cho việc này tích tiểu thành đại dần sẽ đạt được mục đích hạn chế hắn người đang chậm rãi nói chính là hội trưởng công hội bách hoa cốc bối đăng đạn thế nhưng biến cái cớ do dạ độ hàn đàm thuận miệng chém đại thành một kế hoạch vĩ đại nếu chỉ bằng mấy câu của dạ độ hàn đàm đó chỉ là tâm lý trốn tránh của mọi người đang nổi loạn nhưng dưới sự phân tích rõ ràng và đầy ngưu mô của bối đăng đạn ai nấy trở nên kiên định hơn nói rất hay ngay cả người mang thù riêng với quân mạc tiếu như cô ẩm cũng gật đầu bọn họ mang đầy sắc thái của game thủ chuyên nghiệp chơi game không chỉ sướng hết mình đa phần phải lo lắng đến lợi ích của công hội đây là công việc phải quan tâm công trạng của mình trước tiên muốn sướng thì đấm hẳn mặt cấp trên đấy sướng cực luôn có ai sẽ sướng chỉ vì như vậy đến tận đây trần giả huy và sa tiền tử không còn cách nào thuyết phục mọi người nữa đành thôi trong trò chơi chỉ có nhân vật góc nhìn đối mặt nhau cũng không chứa ánh mắt gì tuy nhiên hai người dựa vào thái độ của đối phương mà hiểu ra chút chuyện trần dạ huy không đoán được sa tiền tử làm thế nào biết được thân phận của quân mạc tiếu nhưng sa tiền tử lại không bất ngờ với hiểu biết của trần dạ huy diệp thu là người của gia thế gia vương triều biết thì có gì lạ sau khi giải nghệ không ai biết diệp thu đang làm gì câu lạc bộ gia thế cũng bâng quơ bảo không biết theo lẽ thường đại thần giải nghệ vẫn tiếp tục làm việc trong game cho câu lạc bộ là chuyện hết sức bình thường phải chăng diệp thu vì công việc mà chạy vào game làm mưa làm gió chuẩn bị lãnh đạo công hội ra vương triều từ khi biết được thân phận của quân mạc tiếu sa tiền tử suy đoán rất nhiều gã cảm thấy suy đoán trên là hợp lý nhất tốt lắm từ giờ trở đi chúng ta sẽ áp dụng biện pháp thuận theo tự nhiên với quân mạc tiếu bối đăng đạn lại tiếp tục nói chắc mọi người muốn đi đánh bản khe núi nhất tuyến rồi nhỉ Xác suất quân Mạc Tiếu ở đó khá lớn, chúng ta hãy phân rộng ra, mọi người đi tất cả các cửa phó bản, sau đó lưu ý hành tung của quân Mạc Tiếu, có phát hiện gì thì thông báo sau. Phải thế chứ, người các công hội đáp lời. Chương 250, thế cục mịt mờ. Sau khi các công hội đàm phán xong liền giải tán đường ai nấy đi, đa số đều hướng về khe núi nhất tuyến. Phía Diệp Tu, sau khi thuận lợi họp mặt cùng bọn Đường Nhu, Kiều Nhất Phàm liền vào phó bản. Bảy công hội lớn cho người tản khắp 50 cửa vào bản gần như đã dùng hết quân của mình. trong lúc cày bản, muốn đụng mặt bọn Diệp Tu chỉ có mỗi lúc ra vào, yêu cầu phải có sự trùng hợp nhất định. vậy nên đêm nay hai bên đều bình an vô sự, mỗi bên mang tâm tư bất đồng. các công hội lớn đã lên kế hoạch mới, đêm vì thế trở nên nhẹ nhàng hơn. ai cần làm gì thì làm nấy, chỉ việc để ý xem xung quanh có bóng dáng quân Mặc Tiếu không, tự tại nhàn tản, không chịu áp lực nào. còn bên Diệp Tu, tất nhiên không biết các công hội lớn đã đổi kế hoạch vẫn giữ tâm lý để phòng cao độ như trước Xong một chuyến phó bản không biết ở cửa có bị ai theo dõi không buộc phải đi vòng đổi cửa khác bối đăng đạn đoán rất chuẩn trong trường hợp này cứ để đám diệp tu gánh áp lực mãi như vậy mỗi ngày phí chút thời gian cảnh giác tích tiểu thành đại tốc độ luyện cấp nhất định không được như cũ đường nhu lại mong bị phá giống lúc trước pvpvui hơn pve đây đã trở thành nhận thức của cô nhưng đêm nay xem ra cô phải thất vọng phó bản lần một bình an vô sự đi đường vòng vào lần hai. Xong hai chuyến, vòng thêm vòng nữa vẫn không thấy ai, lại vào bản. Xong 3 lượt phó bản, Tô Mộc Tranh, Kiều Nhất Phàm đăng xuất. Diệp Tu, Đường Nhu và Bánh Bao Sâm lấn tiếp tục vòng vèo, không gặp ai theo dõi, cũng không thấy boss này nọ. Hôm nay Trần Quả đầy sức sống đến không ngờ. Sau khi giác ngộ được ưu điểm của kim loại nặng, càng chơi càng mát tay, tỷ lệ thắng tăng cao, không muốn thoát game. Chỉ bực mỗi chỗ có người lại bảo cô là quân mạc tiếu đánh thế của ngày đó, kêu cao thủ rồi tui tới lãnh giáo lợi hại đây. Bọn Diệp tu xong hết ba lượt phó bản đã gần 3 giờ. Bình thường ba lượt chỉ cần đánh hai tiếng đã xong, nhưng hiện tại phải tốn thêm không ít thời gian đổi cửa vào. Lúc này mắt Trần Quả đã muốn mở không lên, chơi tới giờ là quá đối nghịch với thời gian biểu bình thường. Trần Quả ngáp lên ngáp xuống, cơ hồ là nhắm mắt PK cho qua trận, khi nghe tiếng đường nhu cười mình mới giật mình dụi mắt, cuối cùng đành quyết định đi nghỉ. Bàn phím và chuột mới tất nhiên không thể để khách dùng, nên tháo ra đặt tạm ở quầy phía trước. Coi như cậu có lý, chuột cho cậu xài đó. Sau khi gỡ ra, Trần Quả lại ném con gió nhẹ 7.0 cho Diệp Tu, phóng khoáng vung tay nói ngủ ngon rồi bước lên lầu. Diệp Tu cắm chuột đổi dùng ngay tại chỗ, cầm gió nhẹ 7.0 trong tay, cảm giác quen thuộc dâng lên. Giờ làm gì đây, trong tai nghe truyền đến âm thanh của đường nhu, đi luyện cấp, tranh thủ thời gian luyện cấp, thực ra chúng ta chỉ cần thăng cho thiệt cao, đã là cách đánh trả tốt nhất rồi diệp tu nói hắn biết đường nhu mong được giáp lá cả với bên kia hơn nhưng cứ đánh mãi như vậy dù tụi công hội cũng thiệt hại nhưng bọn diệp tu ngoài trừ hả hê trên tinh thần ra thì chẳng có lợi ích thực tế nào còn tốn khối thời gian luyện cấp nữa sai lầm này lúc trước lưu hạo đã phạm phải vì ganh diệp tu nên trong trận đấu chính thức bị mất ổn định diệp tu không muốn phạm phải lỗi ấy sau khi chơi khăm các công hội lớn mấy vố hắn không nhây nữa mà dứt khoát thu tay diệp tu dù sao cũng là dân chuyên nghiệp nhiều năm tư duy minh xác không dễ bị lung lạc. Còn phó bản vùng đất lưu lạc thì sao? Đường Nhu hỏi, dựa theo góc độ hiệu suất tăng XP mà nói, dù đã lên 33, nhưng nếu cầy phó bản vùng đất lưu lạc thì vẫn thu được nhiều kinh nghiệm hơn đi đánh quái ở khu luyện cấp nhiều lần. Nhưng vùng đất lưu lạc không so nổi khe núi nhất tuyến, không có địa hình mê cung, hơn nữa người của các công hội lớn ở khu này đông như kiến cỏ, thật sự không thuận tiện. Cuối cùng ba người rời khỏi khe núi nhất tuyến, chuyển sang rừng rậm bừng cháy luyện cấp. Diệp Tu cho Đường Nhu và Bánh Bao Sâm lấn một vài nội dung giới hạn để luyện tập, dùng cách giết quái để giúp hai người hoàn thiện kỹ thuật thao tác của mình. Một đêm cứ vậy mà qua, hai ngày sau cũng tương tự, Diệp Tu dần cảm nhận được sự thay đổi của các công hội lớn. Trong hai ngày này các đại công hội chỉ vây giết bọn hắn ba lần, có thể dễ dàng nhìn ra đều là quyết định nhất thời. Trong đó có hai lần đánh quân mạc tiếu của Diệp Tu, cuối cùng bị hắn khôn khéo lần mất. Một lần đụng mặt bánh bao xâm lấn, cuối cùng thành công tiễn bánh bao xâm lấn về thành. May mà cả bọn đã sửa hộ khẩu đến chân bố nhi tư, sau khi chết sẽ hồi sinh ở đây. Nếu bị cho bay về thành không tích, theo sách lược của đám công hội đó, dù không du côn chặn cổng thành, nhưng nếu sơ suất bị phát hiện như bánh bao xâm lấn, lúc ra thành vẫn bị đuổi giết như thường. Diệp tu nghe chuyện, bất động thanh sắc, chỉ an ủi bánh bao xâm lấn mấy câu. Bánh bao xâm lấn vỗ ngực bảo mình là nhân vật vĩ đại đã kinh qua nhiều sóng to gió lớn, chết một hai lần chỉ là chuyện còn con, không đáng nhắc tới. Diệp Tu vẫn trơ mặt như cũ, không đáng nhắc tới. Vậy mà mình vừa ôn nồ không biết ai đã khóc lóc ảo tới PM kể lể vậy kia. Chỉ sợ vậy thôi, Diệp Tu dù không nói, nhưng trong lòng âm thầm thở dài. Kẻ địch không liều mạng quấn chặt như cũ, nhưng cứ giữ khoảng cách rồi nhìn chăm chăm như vậy, bọn Diệp Tu không cách nào biết sẽ bị lên thất lúc nào. Chỉ có thể cảnh giác cao độ, mà bấy giờ thì sao? Kẻ địch có lẽ đã bỏ chuyện truy sát, an nhàn đi luyện cấp, nhưng bọn Diệp Tu làm sao biết được. Tất cả công hội lớn có thể dùng 20%, thậm chí 1% tâm sức đi đuổi giết bọn Diệp Tu, còn bọn hắn phải luôn ở trạng thái phòng bị 100%. Nếu sơ sảy sẽ trở thành một bánh bao xâm lấn nữa, bị mất 10% XP oan mạng. Hay với đám người này ta cứ gặp một lần giết một lần. Bánh bao xâm lấn đề nghị, nếu giết một lần mà tăng XP anh cũng tán thành hai tay. Diệp Tu đáp, hắn đến khu mới chơi, thật sự không muốn tốn thời gian lao tâm lao lực đi ứng phó mấy thứ này cầy ra một cái kỷ lục phó bản tàn nhẫn nhất cho tụi nó tức chết đường nhu đề nghị với ý kiến này diệp tu tỏ vẻ sẽ suy nghĩ lại kỷ lục phó bản gần đây mỗi người tới một tẹo cũng chỉ nhích lên đôi chút trong làn sóng cầy kỷ lục đội diệp tu không như lúc trước vung tay một cái là thả ra một cái kỷ lục làm chúng dân tuyệt vọng bọn họ cũng từ tốn như mọi nhà công hội khác mỗi lần phá kỷ lục cũng chỉ nâng lên một ít tạm thời vẫn đang giữ kỷ lục, nhưng mưu đồ bá đạo đang đuổi sát sau lưng, lúc nào cũng có thể vượt qua ngay lập tức. Bầu không khí căng thẳng như vậy, thực ra giúp mưu đồ bá đạo bị chửi chùm trên kênh thế giới với Lam Khê các dạo trước vớt phát chút mặt mũi. Ít ra ai cũng thấy bọn này có khả năng giành giật với quân Mạc Tiếu. Mấy công hội khác cũng không cam lòng bét bảng, ở phó bản khe núi nhất tuyến cũng tạo được chút thành tích. Có điều mấy ngày nữa tuổi top đầu đang 33 sẽ đột phá lên 34, kỷ lục phó bản khe núi nhất tuyến hiện chưa phải kết quả cuối cùng. Đội quân Mạc Tiếu đang nắm hạng đầu, nhưng chỉ cách mưu đồ bá đạo thứ hai có 2 giây, trung thảo đường thứ ba 4 giây, làm khê các 5 giây. Nói cách khác, từ top 1 đến top 4, 4 vị trí chỉ chênh lệch nhau 5 giây, chỉ cần chút may mắn đã dễ dàng vượt qua. Các công hội lớn nhìn chết chân danh sách kỷ lục, tất cả đều có cảm giác hồi hộp trước cơn bão. Đến khi game thủ của các công hội đến cấp 34 sẽ không ai nương tay nữa, dùng hết sức cầy ra kỷ lục mạnh nhất. Còn quân mạc tiếu, tụi này vẫn còn xoắn chung với đám công hội, rốt cuộc là đang đợi thứ gì? Hay muốn chờ đến lúc công hội nào đó vinh vinh tự đắc, lại độc ác ném ra một kỷ lục khủng bố đạp đầu người ta? Công hội này sẽ là công hội nào? Mưu đồ bá đạo, trung thảo đường, hay là lam khê các đã bị dẫm đầy dấu chân trên mặt? Mấy công hội tự nhận cạnh tranh không lại những nhà khác, bây giờ đều quay đầu làm fan quân mạc tiếu, thấy quân mạc tiếu đạp bẹp kỷ lục của công hội lớn, lòng đều tự hào không thôi. Chiều chủ nhật, cũng như mọi ngày, Diệp Tu trở thay ca đến khu hút thuốc tìm chỗ tùy tiện ngồi chơi. Người chơi trong tiệm Hưng Hân hôm nay khá phấn khích, tối qua có trận thi đấu chuyên nghiệp, gà nhà ra thế của ổ Hưng Hân thắng lớn. Tôn tưởng uy vũ điều khiển nhất Diệp Chi Thu, có nhà bình luận bảo thao tác đấy đủ để đám fan hâm mộ ra thế quên mất Diệp Thu. Tuy mùa này ra thế đã hết hy vọng vào top 8 của vòng tứ kết, nhưng ít nhất cũng cho mọi người thấy được ra thế đã chờ mình sống lại, năm sau nhất định sẽ quay lại gia nhập hàng ngũ tranh giành quán quân làm đám fan hâm mộ hận không thể skip hết mấy trận còn lại của mùa này đi. Bà chủ lớn trần sau đêm qua vẫn còn rất kích động. Vấn đề chuột bàn phím chuyên dụng của cô và Đường Nhu vẫn chưa xong. Kết quả hôm nay Diệp Tu phát hiện Trần Quả trực tiếp chọn ra ba máy trong tiệm, thông báo là cho người sửa thành chuyên dụng. Lý do là hiếm khi tiệm nét đông đến mức ba máy cũng chẳng còn. Nếu cần quá thì thay lại bàn phím khác, chuyện như vậy cũng không thường gặp, không đến nỗi quá phiền. Ba máy, không phải có máy cho tôi nữa chứ. Diệp Tu hỏi, "Không cần quá xúc động, cậu cứ đội ơn trong lòng được rồi." Trần Quả nói, "Không cần đâu, tối tui còn phải trực trước quầy mà." Diệp Tu nói, "Ơ, ban ngày tui cũng phải hút thuốc nữa, ngồi kế chị chị chịu nổi sao?" Diệp Tu nói, "Ơ, nhưng thôi cứ giữ vậy cũng không sao, đợi khi tui dậy chị gì đó thì qua ngồi cũng được." Diệp Tu nói, "Đi chết đi." Trần Quả trừng mắt, lập tức gọi người bỏ máy dành cho Diệp Tu ra. Chương 251: Kỹ năng đỡ phá Kim đồng hồ nhích dần tới 9 giờ, mồm diệp tu ngậm thuốc lá, quân mạc tiếu tà tà chạy tới chân bố nhi tư. 9 giờ tối chủ nhật là thời gian hẹn quyết chiến lần hai với mưu đổ bá đạo. Vật liệu chuẩn bị đủ chưa? Diệp tu PM dạ độ hàn đàm. Dạ độ hàn đàm xém tí đã lỡ tay trả lời đủ, nhưng may ý thức kịp liền nhanh chóng đập cái tay phải định gõ enter của mình. Tại sao tôi tha hóa tới vậy rồi? Dạ độ hàn đàm khinh bỉ bản thân. Nhanh lên đi, cuối cùng dạ độ hàn đàm cầu cần đáp. Đúng 9 giờ, quân mạc tiếu đến cửa vào đấu trường ở trấn bố nhi tư vào đấu trường tạo phòng PM số phòng cho giả độ hàn đàm chốc sau năm người bên kia đã đủ mặt vẫn là năm nhân vật cũ nhưng diệp tu biết người điều khiển phía sau đã khác nhìn coi nhà quyền pháp đang đứng ở vị trí của đội trưởng mục sư giả vị ương thứ hai pháp sư nguyên tố thích vô giúp vui thứ ba rồi tới kiếm khách tay thiện xạ diệp tu cười nhà quyền pháp ắt hẳn là hàn văn thanh mục sư giả vị ương tất nhiên là trương tân kiệt Pháp sư thích vô giúp vui có lẽ là bạch ngôn phi kiếm khách Phu thiên tay thiện xả vương trì hiên diệp tu làm sao không nhẫn mặt đám tuyển thủ chuyên nghiệp của bá đồ chứ nhưng diệp tu không phải thần tiên thật ra vẫn có chuyện hắn không thấu trong năm kẻ đối diện số được tuyển thủ chuyên nghiệp của bá đồ điều khiển thật ra chỉ có 3. nhà quyền pháp là hàn văn thanh mục sư giả vị ương là trương tân kiệt pháp sư nguyên tố thích vô giúp vui là bạch ngôn phi ba người này diệp tu đoán chính xác nhưng kiếm khách và tay thiện xạ không phải tuyển thủ chuyên nghiệp bá đồ chủ hai thẻ tài khoản này ngụ khác nơi bá đồ làm sao cho tuyển thủ xài được thật ra nếu muốn tìm thẻ khác cũng không hẳn là không thể nhưng hàn văn thanh bảo ba người đã đủ rồi đi một đội còn sợ chưa đủ mất mặt à lúc hàn văn thanh lạnh lùng hừ ra câu đó đâu đứa nào dám ho he nữa hiện tại ba người đang ở phòng làm việc của công hội trong game đám người trong phòng ngay cả thở mạnh cũng không dám thẻ tài khoản của tưởng du giả vị ương và game thủ nhà quyền pháp đều bị trưng dụng, cả máy tính cũng phải giao nộp. máy khác đều phun cả. ba người đành bắt ghế đầu ra chỗ khác vây xem. đứng sau lưng đại thần hóng hớt, cái này không được cho lắm. muốn từ ngôi thứ nhất của đại thần nhìn ra huyền cơ, trước nhất phải đuổi kịp tư duy và thao tác của đại thần đã. cả đám không ai đủ tự tin làm được, nên đành phải nhích sang ngó máy người khác cũng đang chen chúc vào phòng xem chiến cuộc. này, chuyện gì xảy ra? bọn tưởng du rốt cuộc tìm được máy đã chui được vào phòng làm khán giả nhìn thấy đội hình bên quân mạc tiếu không khỏi kinh hãi kiếm khách lưu mộc không bậc thầy pháo súng phong sơ yên mộc không pháp sư chiến đấu hàn yên nhu không lưu manh bánh bao xâm lấn không quỷ kiếm sĩ một tấc cho không đều vắng sạch sẽ đách có thằng nào quen mặt bốn thằng đội quân mạc tiếu nghề nghiệp chẳng khớp thì thôi đến tên tuổi cũng là quắc lạ quơ tưởng du kinh ngạc quay lại thấy Hàn Văn Thanh bảo Trương Tân Kiệt, mấy người cậu nói đâu. Lúc hẹn không có nói ai tới đánh, Trương Tân Kiệt nói, bắt đầu chưa, quân Mạc Tiếu gửi tin sang hỏi, thằng này, lại tìm một đám nào nữa đây, tưởng du vốn đã bất an từ trước, lúc này trong lòng không khỏi hoảng loạn. Tuy gã tin tưởng chiến đội 100%, nhưng vấn đề là giờ cũng chỉ có phân nửa chiến đội ra trận thôi. Vị trí tay thiện xả với kiếm khách, sợ rằng sẽ trở thành uy hiếp không nhỏ thiện xạ và kiếm khách hiện tại còn thoát tim hơn cả tưởng du. Khi biết phải hợp tác với đại thần, hai người này đã quý hết tay chân rồi. Bây giờ bên quân Mạc Tiếu còn thêm một đội lạ đời, hai người càng thêm hoảng, cũng như tưởng du, sợ mình trở thành vật cản đường. Bắt đầu, trong game Hàn Văn Thanh đã dứt khoát trả lời quân Mạc Tiếu. Đám tưởng du đâu còn thời gian nghĩ lung tung nữa, hình ảnh trên màn hình thay đổi, trận đấu đã bắt đầu. Chọn bản đồ ngẫu nhiên, lâu đinh xong hiện ra là sân đấu hình tròn đây là một bản đồ cực kỳ đơn giản rõ ràng giống như mép lôi đài khác ở chỗ sân đấu này trải rộng hơn cả mặt phẳng tròn nhẵn địa hình không có đặc điểm nào lợi dụng được nếu là chiến đội chuyên nghiệp nhất định không bao giờ chọn nó làm bản đồ sân nhà bản đồ không tệ hàn văn thanh bất ngờ nói bản đồ này chỉ nhìn một phát là thấy hết cơ bản không có chỗ nấp chỉ có thể dùng phối hợp dùng thao tác của game thủ để quyết thắng lợi đơn giản vậy thôi các cậu xử lý bốn người kia anh thử đi lĩnh giáo chút bản lĩnh của quân mạc tiếu hàn văn thanh chỉ huy đơn giản trương tân kiệt dù là bậc thầy chiến thuật nhưng không có nghĩa hắn sẽ chỉ huy ở chiến đội trong trận đội trưởng vẫn là người quyền uy nhất nhưng không vì vậy mà tài năng của trương tân kiệt bị mai một nếu không tên tuổi hắn cũng không đi kèm với danh xưng bậc thầy chiến thuật hàng đầu liên minh dù là kế hoạch trước trận đấu hay là những chuyển biến nhỏ nhặt trong trận trương tân kiệt đều có quyền lên tiếng hai chỉ huy vốn là tối kỵ trong chiến đấu đoàn đội. Nhưng ở bá đồ lại có thể tồn tại một cách hòa bình. Điều này không thể không nhắc đến sự ăn ý của tổ hợp Hàn Văn Thanh Trương Tân Kiệt. Họ sẽ xem xét hoàn cảnh để đổi người chỉ huy, từ đó bổ sung lẫn nhau. Mệnh lệnh của cả hai đều được đội viên chấp hành, nếu gặp chuyện bất đồng ý kiến. Đáng tiếc, đến tận bây giờ vẫn chưa có chuyện này xảy ra. Hàn Văn Thanh vừa nói, nhà quyền Pháp đã chạy nhanh về phía trước. Vị trí mũi tên, đuổi theo trương tân kiệt kêu lên bốn người bắt đầu chạy vị trí mũi tên đây là một người làm đầu tên nhọn hai người khác chia ra trái phải năm người bố trí thành hình nón đội hình này có thể làm nhiễu loạn tầm nhìn đối thủ nhưng đồng thời đặt yêu cầu khá cao với người đi đầu trong lúc sông pha người dẫn đầu dễ dàng bị đối thủ bao vây đánh úp nên cần phải đủ bản lĩnh để trấn trụ vượt qua khốn cảnh chiến đội bá đồ luôn thích trận hình sông thẳng về trước thế này mà hàn văn thanh vĩnh viễn là đầu mũi tên của họ hiện tại xuất trận cũng là trận thế thường dùng của chiến đội. Tay thiện xả và kiếm khách đứng ở đuôi tên, cảm xúc dâng trào. Trong lúc cả đám đánh nhau cũng thường bắt trước vị trí mũi tên xung kích giống chiến đội, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có ngày được Hàn Văn Thanh làm đầu tên che chở cho mình. Năm người giữ nguyên trận hình, đồng thời quan sát đối thủ. Trong lòng Trương Tân Kiệt khẽ động, năm người phía trước sông lên loạn cao cao. Trương Tân Kiệt nghiên cứu chiến thuật lâu năm cũng không tài nào bắt mặt đặt tên được cho chiến thuật tụi nó xài trương tân kiệt không vì đội hình dị dạng của phe kia mà hoảng hốt hắn nhớ lại gã không không giết vô điểm danh cho đủ mặt trong trận lần trước không thể nào trương tân kiệt kinh ngạc không lẽ lần này quân mạc tiếu chơi hẳn bốn tên đến góp đủ đội sao có phải tự tin quá rồi không hay là vì đã biết bên phe mình ai ai sẽ xuất kích nên dứt khoát bỏ thi luôn nếu vậy thì từ đầu còn đồng ý làm chi không lẽ trương tân kiệt chưa kịp nghĩ xong hai bên đã đối diện nhau giữa bản đồ bản đồ đơn giản như vậy Vốn không cần phí sức chơi chiến thuật quanh co làm gì. Mở màn hơn 10 giây, trận chiến đã bắt đầu. Hàn Văn Thanh hoàn toàn bất chấp chuyện đối thủ mạnh yếu ra sao, toàn lực kháng chiến hay góp mặt chung vui, anh chỉ biết chính mình sẽ luôn dùng toàn lực chống trả. Đùi phải nâng lên, quyết liệt đá thẳng trước mặt, là kỹ năng cao phi cước của nhà quyền pháp, kẻ địch trước mặt lập tức bị đá bay lên trời. Tay phải lao ra, quyền phong gào thét, là kỹ năng đấm vỡ, người xông đến từ cánh phải bị đấm bay, đụng té cả tên phía sau đang tới định công kích vừa giao chiến, một giây, đối thủ đã ngã hết ba người. Bọn tưởng du nhìn không ra là Hàn Văn Thanh quá mạnh hay đối thủ quá yếu, đầu óc mở mịt. Nhưng Hàn Văn Thanh từng bảo muốn tìm lĩnh giáo quân Mạc Tiếu vài chiêu, nên cũng không thèm ngó tới ba người té trái té phải trên đất. Điều khiển nhân vật vượt lên trước, cuối cùng cũng chạm mặt quân Mạc Tiếu. Hàn Văn Thanh tiến công, tay nhà quyền Pháp phung lên, quân Mạc Tiếu nhảy về sau tránh thoát. Nhà quyền Pháp đổi quyền thành cước, tốc độ đá thẳng về trước nhanh không kém cú đấm nào, góc độ vừa gian trá lại không thiếu mãnh liệt đá nhanh về phía quân mạc tiếu vẫn đang nhảy ra sau trên không một làn khói nổ bụp lan ra quân mạc tiếu bị một đá làm cho biến mất nhưng chỉ là một ảnh phân thân tưởng du xem chiến bên ngoài xém tí đã ré lên cả bọn thấy quân mạc tiếu dùng tốc độ ánh sáng bắt ấn thuật phân thân người thật lúc này đã vọt đến sau lưng nhà quyền pháp của hàn văn thanh phản ứng của hàn văn thanh không hổ danh đại thần nháy mắt khi ảnh phân thân hóa thành làn khói nhân vật của anh đã lao qua xoay người đối diện với chiến mâu hiểm như rắn độc trên tay quân mạc tiếu. Trong tình hình đó, tất cả đều cảm thấy tránh được nhát này đã là quá pro rồi. Nhưng Hàn Văn Thanh lại khác, anh không né tránh, sau khi quay lại lập tức tiến lên, rõ ràng muốn tiếp tục tấn công. Hai tay của nhân vật chập lại hướng về phía chiến mâu. Kỹ năng đỡ phá cấp 30 của nhà quyền pháp, tay không cản giao sắc. Kỹ năng đỡ phá là một loại kỹ năng quyết định khá đặc biệt. Hiểu theo mặt chữ, kỹ năng này bao gồm hai phần, một là đỡ đòn, hai là phá đòn. Đỡ là chống đỡ đòn công kích của đối thủ, phá là thừa cơ phản kích trở lại. Theo nghĩa của tên gọi thì đây không hẳn là kỹ năng cần thiết, nếu người chơi tự mình chiến đấu cũng sẽ làm được vậy. Nhưng khi đỡ phá trở thành kỹ năng chiến đấu, việc đỡ và phá sẽ hợp làm một, chỉ cần có thể ngăn cản công kích của đối thủ, màn phá chiêu tiếp đấy sẽ trúng mục tiêu 100%, đây là cưỡng chế hỗ trợ từ hệ thống. Nói cách khác, kỹ năng đỡ phá nếu thực hiện thành công, 100% công kích phá chiêu sẽ xuất hiện. Chỉ là kỹ năng đỡ phá không phải nói muốn làm là làm được. Điều kiện đầu tiên là phải đỡ đòn trước, nếu không phải đỡ đòn thì phần phá chiêu ở sau cũng sẽ không thực hiện được. Cho nên kỹ năng đỡ phá chỉ khi đối thủ đang tấn công mới có thể thi triển. Kẻ địch đứng chờ ra gỗ đá, nếu chú huyên ngang sử dụng tay không cản giao sắc, chẳng khác nào múa may vô ích, đợi người ta đập cho tía má nhìn không ra đi. Hiện tại Hàn Văn Thanh không lùi mà tiến, thi triển kỹ năng đỡ phá là trực tiếp chuẩn bị đánh trả quân mạc tiếu một cách hiệu quả nhất. chương 252, giành thế công, hai tay nhà quyền pháp của Hàn Văn Thanh khép lại, chụp về phía chiến mâu. Chiến mâu của quân mạc tiếu vẫn đang đâm về trước, mắt thấy sắp không thể rút ra, nhưng không ngờ nửa đoạn trước của chiến mâu chợt vang lên tiếng rắc, như bị gỡ ra rồi bung rộng, lật ngược lại. Nửa đoạn trước của hình thái chiến mâu được tạo bởi cán ô cứ vậy mà rút về. Hai tay nhà quyền pháp đơ giữa không chung, tay không cản giao sắc bắt chúng không khí. Kiểu biến hóa giống ô thiên cơ chưa từng xuất hiện trong vinh quang, dù là kẻ siêu cấp lão làng như Hàn Văn Thanh cũng trở tay không kịp. Ô thiên cơ vừa thu về từ hình thái chiến mâu đã nâng cao, đỉnh đầu ô lật lên, lộ ra họng súng tối om. Chờ thấy ánh lửa lóe sáng, ba tiếng bằng bằng bằng, pháo chống tăng bay ra sát nút. Đổi thành người khác, pháo chống tăng với khoảng cách quá gần đủ là mọ tuyệt vọng. Đám người tưởng du nhìn cảnh này mà thầm than thở trong lòng. Thế nhưng, Hàn Văn Thanh, người chưa từng biết tuyệt vọng là gì. Vào lúc này, anh không chọn né tránh, cũng chẳng lùi lại, anh tiến thẳng về trước. Đón pháo chống tăng thoát khỏi họng súng sắp bắn trúng người, Hàn Văn Thanh đã cho nhà quyền pháp của mình đấm một quyền ra. Ầm, um, tiếng nổ mạnh mang theo ánh lửa khói súng nhanh chóng tràn đầy, bao trọn lấy bóng dáng của nhà quyền pháp. Nhưng nhà quyền pháp của Hàn Văn Thanh không hề bị ngã xuống hay hất bay. Ba phát pháo chống tăng, ba phát gần đến vậy, thế nhưng bị anh đấm nát hết cú đấm xuyên qua màn lửa, tiếp tục đuổi giết quân mạc tiếu. Mục tiêu bị pháo chống tăng bắn chúng trong khoảng cách gần, dù có quyết định ra quyền tấn công, nhưng cũng không phải không si nhê gì. Kỹ năng pháo chống tăng là một kỹ năng đẩy lùi thậm chí hất ngã nhân vật bằng lực nổ và đẩy của pháo chống tăng. Nhà quyền Pháp của Hàn Văn Thanh có thể kiên cường đứng vững, đó là vì đang sử dụng một kỹ năng của nhà quyền Pháp. Kỹ năng cấp 15 của nhà quyền Pháp, xương cốt sắt thép. Kỹ năng kéo dài 20 giây trong 20 giây này phòng ngự vật lý tăng mạnh, đồng thời sẽ tiến vào trạng thái bá thể. Trạng thái bá thể bá đạo chính là nguyên nhân khiến nhà quyền pháp không bị ảnh hưởng bởi pháo chống tăng. Chẳng qua, trạng thái bá thể cũng không phải vô địch, nhân vật trong trạng thái bá thể sẽ miễn dịch các hiệu quả tấn công như đẩy lùi, đông cứng, còn tổn thương bao nhiêu thì vẫn phải chịu, chỉ giảm bớt vì xương cốt sắt thép tăng phòng ngự vật lý thôi. Nhưng dù không được giảm bớt, Hàn Văn Thanh cũng sẽ sử dụng xương cốt sắt thép không chút do dự. Anh không muốn lùi về, không muốn ngừng lại bởi anh muốn tiến về trước dáng vẻ kiên cường này làm tưởng du và đám khán giả nhanh chóng phát cuồng cả đám cố lắm mới kiềm nén được tiếng la hét ai nấy đều hận không thể chui vào máy tính kể vai sát cánh cùng hàn văn thanh mà hiện tại họ chỉ có thể ôm hy vọng trong lòng hy vọng một quyền mạnh mẽ ấy có thể dạy quân mạc tiếu một bài học ai ngờ cùng thời điểm pháo chống tăng bắn ra nhân vật của quân mạc tiếu cũng lùi về sau dường như hắn đã dự sa cú đấm này khi bắn pháo chống tăng nhân vật khẽ nhảy lên nương theo kỹ năng thực hiện thao tác phi súng. Cú đấm của nhà quyền pháp vồ hụt, trong tiếng thở dài tiếc nuối của mọi người, Hàn Văn Thanh lại như chẳng hay biết, đấm vào khoảng không. Nhân vật xuyên thẳng qua khói súng, trông như bỏ sau lưng cú nổ mạnh. Quân Mạc Tiếu vội vàng dùng phi súng thối lui, nhà quyền pháp trông có vẻ đuổi không kịp lại đột một vung tay lên, vứt ra một nhúng cát. Ném cát là kỹ năng của Lưu Manh, Lưu Manh và nhà quyền pháp lại cùng hệ vật lộn, có thể học những kỹ năng trước khi chuyển nghề vào cấp 20 nhưng do điểm kỹ năng hữu hạn, người chơi không thể không hạn chế số skill học. Học cái nào, bỏ cái nào, cái nào học mắc, cái nào học một cấp thì ổn, đủ cuộc tranh luận về cách tăng điểm kéo dài hơn 10 năm. Ngay cả kỹ năng của nghề mình còn khó có thể học mắc toàn bộ, những kỹ năng dưới 20 của nghề khác phải chọn thế nào, đó cũng là vấn đề gây hách não hơn cả. Lúc này nhà quyền Pháp có học ném cát, vẫy tay ném tới, quân mạc tiếu đang phi súng bay ngược không thể né tránh. Chẳng qua, thương tổn của nó không cao, chỉ ghét mỗi chỗ bị mù. Mặc dù có thể chuyển góc nhìn tránh mù mắt, nhưng cao thủ đánh nhau, khoảnh khắc chuyển góc nhìn sẽ tương đương với việc tạo cơ hội cho đối thủ. Cao thủ sử dụng ném cắt có khi chỉ vì một thoáng níu chân ấy. Không nhìn thấy đối thủ thì khác chi bị mù. Diệp Tu tất nhiên không chừa cơ hội cho Hàn Văn Thanh, ô thiên cơ chống đỡ, bộp bộp bộp, tất cả cát văng lên mặt ô. Góc nhìn của Diệp Tu cũng không bị ô che sạch, hắn nhìn thấy hết hành động của Hàn Văn Thanh, nhà quyền pháp trong tay người này chợt trà sát hai tay, một chiêu đạn sóng khí bay về phía hắn. Ý, Diệp Tu bất ngờ, đạn sóng khí, đây là kỹ năng của khí công sư. Nếu như ném cắt được nhà quyền pháp học để gây mù níu chân đối thủ, thì đạn sóng khí chỉ là một kỹ năng dùng đạo cụ phi hành bình thường, không có hiệu ứng đặc biệt, tuy sát thương sau khi nâng cấp không tệ, nhưng ấy là sát thương pháp thuật. Khí công sư là một nghề dựa vào pháp thuật, hoàn toàn khác với nhà quyền pháp dựa vào công kích vật lý nhà quyền pháp không thể phát huy hết sức lực của kỹ năng này dĩ nhiên cũng chưa từng có phương án đề nghị học nó tốc độ phi hành của đạn sóng khí khá chậm nhưng hàn văn thanh nắm giữ rất tốt không hổ là cao thủ lão làng trải đời nhiều năm một kỹ năng bình thường vô dụng rơi vào tay anh lại có ích một chiêu đạn sóng khí đúng lúc bay tới trước mặt quân mạc tiếu đang rơi xuống đất diệp tu đương nhiên không chịu dính đòn nghiêng người né tránh nhà quyền pháp của hàn văn thanh cũng thừa cơ đuổi kịp chấp nhất tranh giành thế công lao đến đá trước quân mạc tiếu né sang cạnh một bước không ngờ nhà quyền pháp phản thủ bằng bà tay ngay tắp lự ô diệp tu lại kinh ngạc lần nữa gấp gáp thao tác nhảy ra sau chật vật tránh khỏi cái tát kia bà tay là kỹ năng của lưu manh cũng là kỹ năng thương tổn bình thường nghề khác chẳng ai thèm học nhưng bấy giờ nhà quyền pháp này lại học hàn văn thanh không để ý nhiều trượt sang một bước lại đấm một quyền đến trước mặt quân mạc tiếu một đá một tát một đấm ba kỹ năng nối liền xít sao đây rõ ràng là trò chơi nghề gì cũng dùng kỹ năng hệt nhau nhưng lúc hàn văn thanh thao tác chiến đấu mọi người đều thấy nhanh gọn hết chỗ chê không có chút ngừng nghỉ hay dư thừa nào tuy nhiên thao tác của quân mạc tiếu cũng không hề thua kém một bước rời vị trí một cú nhảy về sau rồi lại khẽ nghiêng người chỉ ba thao tác dịch chuyển mà né sạch hết ba chiêu đám người tưởng du trục mắt nhìn nhau so với ba thằng vừa gặp mặt đã bị bùm ngã trình độ của quân mạc tiếu mạnh tới giường nào bấy giờ ngày càng hiện rõ so đấu cùng đại thần Hàn Văn Thanh, tuy trước mắt rơi vào thế bị động, nhưng hắn không chịu thương tổn lớn lao gì. Nói đi nói lại, đấu với Hàn Văn Thanh, có mấy người không bị động. Đó là phong cách chủ đạo, Hàn Văn Thanh chính là một tuyển thủ giành thế công tuyệt đối, thà sử dụng xương cốt sắt thép ăn đau cũng không muốn gián đoạn công kích, điều đó thể hiện trọn vẹn phong cách của anh. Quân Mạc Tiếu vừa nghiêng người dậy, nhà quyền pháp của Hàn Văn Thanh đã lao đến, nhân vật chạy cách mặt đất một khoảng nhỏ, sau đó bay đá đây là kỹ năng ưng đạp của nhà quyền pháp hàn văn thanh dùng cách này trên cơ bản giống cái choàng thiếu thiên dùng ngân quang lạc nhẫn hai kỹ năng phải nhảy lên mới thi triển được cho nên hai người đều canh nhân vật cách đất một khoảng thì thực hiện thao tác ra chiêu cực nhanh mà ngân quang lạc nhẫn bay xuống đất quá nhanh vì thế kiếm khách của hoàng thiếu thiên đôi khi tạo cảm giác mình chẳng hề nhảy lên nhảy xuống gì ưng ừ đạp cũng đạp trên không cú đầu mà chúng sẽ dẫn đến màn liên đạp phía sau vậy nên khi ra chiêu sẽ có một khoảng ngừng trên không, trạng thái cách đất sẽ rõ ràng hơn. Lúc này quân mặc yếu vừa mới đứng thẳng, né tránh không kịp, bị chiêu ưng đạp tầm thấp của Hàn Văn Thanh đạp phát ngay ngực, tiếp đấy là hai đạp bịch bịch. Kỹ năng ưng đạp, ban đầu chỉ gồm hai đạp, tăng dần theo cấp kỹ năng, cao nhất có thể đạp liền 5 phát. Đẳng cấp của nhà quyền Pháp trước mắt chỉ đạp được 3 phát. Thương tổn của ưng đạp cao, nhưng không có hiệu quả đặc biệt gì, thậm chí còn bị cắt ngang trong quá trình đạp nếu thao tác không đủ nhanh chuẩn tất nhiên thao tác của hàn văn thanh không đến nỗi mới hai đạp đã hụt nhân vật lại nhảy thấp đạp xong ba cái rơi xuống đất sơ hở khi thu chiêu khá thấp những kỹ năng thao tác trên cao rơi vào tay đám đại thần như hàn văn thanh và hoàng thiếu thiên chẳng khác gì kỹ năng trên đất bằng chấm dứt ưng đạp hàn văn thanh lại giành tiếp thế công thu chiêu đã ra ngay một cú đấm vỡ quân mạc tiếu cũng không bị ba phát ưng đạp hành cho choáng váng mắt thấy đấm sắp tới ô thiên cơ trong tay lại gỡ thành hai đoạn tân pha tay phải vươn nhanh về phía cu đấm đang lao ra của nhà quyền Pháp, nâng cao. Một tiếng ngự, khuỷu tay của nhà quyền Pháp đã bị nâng lên, bị quân mạc tiếu vặn người khiêng lên, ném vèo qua vai nằm đo đất. Kỹ năng cấp 20 của nhu đạo quăng ném, giống vậy mà nâng bằng tân pha. chương 253, lấy lui làm tiến. a à, lúc này đây, nhóm đứng hóng tưởng du cũng có không ít người bật lên sửng sốt. Trong tiềm thức, họ vẫn nghĩ quân mạc tiếu không đủ sức thắng được đại thần Hàn Văn Thanh. Theo như quan sát, hàn văn thanh tấn công như vũ bão đổi lại là họ không biết đã trúng bao nhiêu chiêu quân mạc tiếu có thể trụ lâu thế này cũng không dễ đã được tính là cao thủ rất mạnh ngay lúc quân mạc tiếu bị ưng đạp đánh chúng họ nghĩ ngay rằng thắng thua đã định chẳng ngờ ngay sau đó nhà quyền pháp của hàn văn thanh lại ăn một kỹ năng đỡ phá của đối phương bị ngã vật ra đất sát thương của quang ném không so được với ưng đạp nhưng ưng đạp ba bước đá lên chỉ gây hao hụt máu thông thường ngoài ra không có hiệu ứng nào khác nhưng kỹ năng quăng ném này vừa đón lấy công kích của đối phương vừa quật đối thủ ngã ra đất theo góc độ thưởng thức mà nói thì hoa lệ hơn chỉ nhìn qua đã thấy chiêu này rất lợi hại đối phương sẽ gây gâu to một chiêu quăng ném của quân mạc tiếu không hất nhà quyền pháp của hàn văn thanh ra mà giữ trên tay từ đầu cho tới khi đối phương ngã ra đất không cho đối thủ có cơ hội chịu thân không cho cậu biết tay cậu lại kiêu ngạo sau khi quật ngã hàn văn thanh diệp tu nói quả nhiên là cậu hàn văn thanh trả lời là đối thủ hai người rất hiểu nhau. Nếu ban nãy chỉ ngờ ngỡ đoán nhà quyền Pháp là Hàn Văn Thanh, thì chỉ so chiêu vài hiệp, Diệp Tu đã có thể khẳng định hoàn toàn. Còn phía Hàn Văn Thanh, tuy đối phương không dùng lối đánh Pháp sư chiến đấu làm nên tên tuổi, nhưng thói quen di chuyển, hiểu biết, quyền đoán cũng đủ làm anh nhanh chóng đoán ra, người này chính là Diệp Thu không thể nghi ngờ. Một câu quả nhiên là cậu này, Hàn Văn Thanh nói ra không chút bất ngờ nào. Là ai, là ai, là ai, nhóm người tưởng du lại như hăng tiết gà bắt đầu thầm thì to nhỏ. Họ không nghe được cuộc đối thoại trong trận đấu, nhưng Hàn Văn Thanh đang ngồi cùng phòng với họ, câu quả nhiên là cậu cũng lọt được vào tai. Quân Mạc Tiếu là người quen của đại thần ư, nhóm tưởng du hoảng hốt nghĩ, mà trận chiến trước mắt, sau khi quật ngã nhà quyền Pháp, quân Mạc Tiếu không có thêm công kích quét người nào, như đang chờ nhà quyền Pháp của Hàn Văn Thanh đứng dậy. Đương nhiên, nhà quyền Pháp lập tức chờ mình đứng lên. Không đánh nữa à, nhóm tưởng du nghi hoặc rồi lại chợt nhớ ra phải đi xem tình hình chiến đấu của những người khác từ đầu tới giờ họ đều tập trung hoàn toàn vào trận sâu lâu giữa hàn văn thanh và quân mạc tiếu còn tám người miệt mài chiến đấu bên kia thì chưa hề liếc mắt lấy một lần giờ mới vội vã quay ra xem vừa thấy đã phải thốt lên thảm thật là thê thảm lúc này bốn người trong đội của quân mạc tiếu đã bị hành đến xa sầm mặt mày thiện xạ và kiếm khách hai người đang giễu võ dương oai làm tưởng du đứng xem cũng gato đỏ mắt những người từng tham dự từng xem trận chiến lần trước, đều không khó để nhận ra, bốn người này giống hệt như không không giết trong trận trước, đều chỉ là kẻ qua đường. Giờ đang bị bốn người trương tân kiệt tàn sát không tốn tẹo sức nào, chết chỉ còn là vấn đề thời gian. Rốt của quân Mạc Tiếu là ai? Thằng trả muốn gì, càng ngày tưởng du càng không hiểu, mà cả dạ độ hàn đàm, tuy không cùng chỗ nhưng đang xem trận chiến cũng hoàn toàn mù tịt. Góc nhìn quay trở lại, Hàn Văn Thanh và quân Mạc Tiếu lại quấn lấy nhau. Nhưng như thế thì ích gì, Quân Mạc Tiếu dẫn theo bốn kẻ ớt ơ, khi bốn người đó bị đánh chết, năm người sẽ quay lấy hắn. Đừng bảo một mình quân Mạc Tiếu có thể cân được ba tuyển thủ chuyên nghiệp Hàn Văn Thanh, Trương Tân Kiệt và Bạch Ngôn Phi trong năm người nha. Tưởng du cảm giác, nếu chuyện này mà thành sự thật, vinh quang cũng nát rồi. Trận chiến giữa Hàn Văn Thanh và quân Mạc Tiếu diễn ra rất kịch liệt, lúc này Hàn Văn Thanh đang tấn công dồn dập. Đừng liều mạng vậy chứ, Diệp U cười bảo, nhóm tưởng du cũng không nghe được. Hàn Văn Thanh thì không đáp, chỉ toàn lực tấn công mấy hiệp qua đi anh đánh trúng quân mạc tiếu lần nữa nhóm tưởng du căng thẳng đứng bên tim như thắc lên tận cổ chỉ sợ quân mạc tiếu lại dở thủ đoạn đáp trả nào đó kết quả là không quân mạc tiếu không dở trò nào bị nhà quyền pháp của hàn văn thanh bạo hành một trận người xoay tít giữa không trung quân mạc tiếu bị tần thê thảm như thế lẽ ra phải là chuyện đáng mừng vậy mà chẳng hiểu sao trong lòng tưởng du lại chẳng thích thú nổi hàn văn thanh đánh liên kích giữa trời được một nửa thì đột nhiên ngừng lại cả người quân mạc tiếu rơi xuống đất chịu thân cũng không dùng tuy bị xoay như vậy mà chịu thân thì khá khó thao tác nhưng cao thủ như quân mạc tiếu mà không có động tính gì thì thật là lạ quân mạc tiểu nằm thẳng cẳng trên mặt đất không hề đứng dậy chết rồi ư khán giả đoán giả đoán non nhưng cả đám có thể nhìn thấy thanh máu của nhân vật quân mạc tiếu vẫn cách cái chết xa lắm mọi người bực dọc lại trộm ngó vẻ mặt hàn văn thanh phát hiện đội trưởng nhà mình đang tái mét mặt, hệt như điểm báo trước cơn bão, làm ai nấy rụt hết cả cổ lại. Hàn Văn Thanh đang công kích bỗng dừng lại cũng thật lạ kỳ, anh vốn có thể công kích tiếp. Trong khi không ai hiểu đầu cua tai nheo ra sao, quân mạc tiếu chợt xoay người đứng dậy. Ngại quá, vừa rời đi một lúc, sao còn chưa chết ta? Diệp Tu hỏi, nhóm tưởng du không nghe được lời này, mà Hàn Văn Thanh thì đã sớm nhận ra, vậy nên liên kích của anh mới đột nhiên gián đoạn. Hàn Văn Thanh không nói không rằng, lao lên tấn công. Mà bấy giờ, cuộc hỗn chiến giữa 8 người bên kia đã chấm dứt. Bốn tay qua đường sao có thể trọi lại hai tuyển chủ chuyên nghiệp, hai cao thủ game. Ngay từ đầu đã ăn hành ngập ngồm, đánh được nửa thì hai trong số bốn người rõ ràng bỏ cuộc. Lúc này, bốn người đồng loạt ngã xuống. Bốn người chạy trở về, vây quanh hai người đang miệt mài giao đấu. Nhưng không hề có mệnh lệnh nào đánh quân Mạc Tiếu, Hàn Văn Thanh không, Trương Tân Kiệt cũng không. Thiện xạ và kiếm khách chạy theo đại thần, áp lực rất lớn, giờ cũng bất an, không biết phải làm gì. Có tấn công không đây? Hai người nhìn Trương Tân Kiệt và Bạch Ngôn Phi đứng im bất động, cũng không dám ho he, chỉ đứng được ra nhìn. Đứng bên đại thần, dù phải so đấu với những kẻ ất ơ, hai người cũng không dám chảnh mảng, dốc hết tinh hoa ra đánh. Nên trận chiến sâu lâu bên này, hai người họ không rõ bằng đám người xem, thậm chí còn không biết hai người kia nói những gì. Giờ cứ chơ ra nhìn, sẵn sàng nhào dô bất cứ khi nào cần thiết. Nhưng, có lẽ không cần nữa bị nhà quyền pháp của hàn văn thanh tấn công tới tấp quân mạc tiêu chỉ gắng gượng chống đỡ không thấy tia hy vọng đánh trả nào cũng phải thôi đây là đại thần hàn văn thanh cơ mà quân mạc tiếu pro mấy cũng làm gì được thiện xạ và kiếm khách đều cho là vậy nhưng nhóm tưởng du xem trận đấu từ đầu tới giờ lại không hề nghĩ thế trong đầu họ vẫn hiện hữu hình ảnh quân mạc tiếu sử dụng quăng ném trong nhu đạo khi nãy bất ngờ chuẩn xác chấp nhoáng chỉ với một chiêu gần như đã vùi lấp hoàn toàn phong thái của Hàn Văn Thanh. Vậy mà sau đó, quân mạc tiếu lại như đèn cạn, thụ động chịu đòn, giữa chừng còn nằm sóng xoài ra đó, lần thứ hai đứng lên cũng chẳng đánh đấm ra hồn, bị hành lên bờ xuống ruộng. Thua, chỉ còn là vấn đề thời gian, nhưng nhóm tưởng du vẫn cứ thấy nơm nấp bất an, cảm giác trận thua này thật khác thường, thua quá mưu mô, thua. Như cố ý để thua vậy, đến lúc thanh sinh mệnh của quân mạc tiếu chẳng còn bao nhiêu, Hàn Văn Thanh ngừng tấn công lần hai sao thế sắp xong rồi tranh thủ đi chứ diệp tu nói cậu muốn gì hàn văn thanh hỏi đồng chí hàn à thái độ của cậu rất đáng quý nhưng đây chỉ là một trận đấu thôi mà diệp tu nói đương nhiên tôi biết cậu lúc nào cũng thích đánh hết sức mình diệp tu tiếp tục nhưng đôi khi cũng nên chậm lại bản thân cậu cũng cảm thấy mà ngại quá tôi chỉ biết tiến lên không hiểu chậm lại thế nào hàn văn thanh nói vậy nhanh lên thôi diệp tu để quân mạc tiếu bước dần lên tiến vào phạm vi công kích của nhà quyền pháp được Hàn Văn Thanh điều khiển. Đã nhận thua thì tự ao đi, Hàn Văn Thanh nói, ao không có nghĩa là nhận thua đâu. Diệp Tu cười bảo, quân mạc tiếu dứt khoát ao phòng, hệ thống tuyên bố đội mưu đổ bá đạo chiến thắng. Dù tưởng du, dạ độ Hàn Đàm cứ thấy lạ lạ, nhưng dẫu sao họ chờ đợi ngày này lâu lắm rồi, niềm hân hoan đã đánh bay toàn bộ nghi ngờ. Mối lo lắng lớn nhất lúc này là liệu quân Mạc Tiếu có quyệt nợ hay không? Ông thua, dạ độ hàn đàm vội vàng gửi tin. Ừ, sau này, chỉ cần là kỷ lục của công hội ông, tôi sẽ không động đến. Diệp Tu trả lời, ha ha, vậy thì tốt quá, mọi người lại là bạn, có chuyện gì ông cứ nói nhá. Dạ độ hàn đàm đang rất vui, Diệp Tu qua quyết đáp lại bằng một ai cần mặt cười. Đêm nay phá kỷ lục khe núi nhất tuyến nhá anh, dạ độ hàn đàm lập tức tìm tưởng du thương lượng, cuối cùng cũng xong, tưởng du cũng thở phào nhẹ nhóm, mấy công hội khác muốn hơn thua với quân mạc tiếu thì kệ chúng đi, chuyện của chúng ta đã giải quyết xong, sau này cố mà chung sống với quân Mạc Tiếu. Hình như tay này không phải dạng vừa đâu, chút nữa anh đi hỏi đội trưởng xem sao, có thể lôi kéo được thì cố lôi kéo. Ok, em cũng nghĩ vậy, dạ độ hàn đàm nói, còn Diệp Thu thì đang mở danh sách hảo hữu tìm tên một người rồi gửi tin. Có hứng thú với kỷ lục khe núi nhất tuyến không? Đương nhiên là có rồi, nhưng đại thần à, tụi tôi dùng sức mình thôi, không tìm ông hỗ trợ nữa đâu. Lam Hà đáp, biết rồi biết rồi, tôi không ra tay đâu, Chỗ tôi có một bài hướng dẫn, ông có muốn học tí không? Diệp Tu trả lời, chương 254, mượn tay người khác. Hướng dẫn, hướng dẫn gì? Lam Hà có chút mê man. Hướng dẫn đánh phó bản. Diệp Tu trả lời ít thong dong. Bản mẫu của hướng dẫn này bắt nguồn từ muội quang. Qua nhiều ngày nỗ lực liên tục, muội quang rốt cuộc nghĩ ra được một bản hướng dẫn quy trình lập kỷ lục phó bản. Diệp Tu nghiêm túc xem hết, không phát hiện vấn đề gì. Nếu đánh theo hướng dẫn ấy, chỉ cần trang bị không quá cùi, đội nào cũng có thể cạnh tranh kỷ lục, sau thì xem thử sự chấp hành của mỗi người mà thôi. Có điều, hướng dẫn của Muội Quang được tổng kết từ những bài hướng dẫn và video của Bậc Đàn Anh. Cậu ta chỉ phụ trách viết ra một bài hướng dẫn tường tận và chuẩn hơn, chuẩn đến từng đường đi nước bước, để người muốn giật kỷ lục không phải mài mò nghiên cứu nữa, cứ dựa theo trình tự ấy làm là được. Tóm lại, hướng dẫn của Muội Quang không hề khác khuôn mẫu của người đi trước, nói cách khác, nó no kỳ kỹ hơn, không hề mới lạ. Đấu pháp trong hướng dẫn của cậu ta lão làng như bọn Lam Hà đều biết hết. Giờ xa lạ chẳng qua chỉ vì lâu quá không chơi, mà hướng dẫn của muội quang có thể giúp họ tiết kiệm nhiều thời gian nghiên cứu thích ứng, cung cấp cho họ một đấu pháp phù hợp để bắt tay luyện ngay. Tuy nhiên, bản hướng dẫn mà Diệp Tu muốn giới thiệu cho Lam Hà không phải bản của muội quang, mà là bản đã được hắn chỉnh sửa đôi chút dựa trên khuôn mẫu hướng dẫn của muội quang. Chút chỉnh sửa ấy chính là sự đổi mới, cũng là đấu pháp chưa từng được sử dụng trong khe núi nhất tuyến suốt mấy năm nay, một đấu pháp hoàn toàn mới hệt như cái mà Diệp Tu đã bày ra hồi ở phó bản Mai Cốt Chi Địa. Đấu pháp mới như vậy, một ngụy quang chỉ có lý luận suông thiếu kinh nghiệm và thực tiễn sẽ không thể nào động não ra được, đoán sai bước thôi có thể làm cậu ta sai lầm nối tiếp sai lầm. Hướng dẫn lập kỷ lục phó bản, Lam Hà còn đang nghi ngờ. Không sai, chỉ cần mấy ông làm được, bảo đảm đứng đầu trong bảng xếp hạng kỷ lục luôn. Diệp Tu tự tin vô vàn đáp, hắn không giống ngụy quang, hắn tự tin có cơ sở không phải bỗng dưng mà có thế cơ à vậy tôi học thử chút lam hà nói chú em chú cho rằng mình được miễn học phí à diệp tu trả lời lam hà ngẩn ra trong chốc lát cậu đã hiểu đại thần đổi nghề rồi cục diện bấy giờ công việc đánh thay của hắn khó mà kiếm cơm lâu ngày tuy các công hội lớn đều hiểu rõ thực lực của quân mạc tiếu nhưng tìm hắn đánh thay kỷ lục lập được cũng không phải thực lực của họ bởi vì quân mạc tiếu quá mạnh mẽ quá hot hắn đã hoàn toàn đảo khách thành chủ trong kỷ lục xuất hiện tên hắn người chơi chỉ còn thấy mỗi hắn tất cả tự động bơ luôn công hội không được tìm quân mạc tiếu đánh thay mà công hội lại cần kỷ lục quân mạc tiếu lại như ngọn núi bự chắn trên đầu họ vậy mới có chuyện bảy công hội lớn chung tay truy sát quân mạc tiếu lam khê các cài đủ loại cơ sở ngầm trong các công hội lớn tuy họ không tham gia lam hà vẫn nắm rõ chuyện trong mấy ngày nay cậu cảm thấy may mà bản thân không nhảy vào vũng bùn này bảy công hội lớn bị đại thần hành đến thảm đấy. Thế nhưng, Lam Hà biết rõ đại thần cũng không còn ung dung như trước, dù thực lực có mạnh, với thế đơn lực bạc, hắn phải luôn tập trung tinh thần đọ sức cùng các công hội lớn. Trận tranh đấu này, hai bên đều mệt mỏi. Trong mắt Lam Hà, nếu đại thần muốn xóa bỏ cục diện này, giết bao nhiêu người cũng vô dụng. Các công hội lớn sẽ không vì vậy mà thỏa hiệp với hắn. Trận tranh đấu vì kỷ lục phó bản, vấn đề phải giải quyết then chốt vẫn nằm ở kỷ lục phó bản. Nếu đại thần có thể dây dưa với các công hội lớn, tiếp tục mạnh mẽ càn kết tất cả các phó bản, cứ như vậy, các công hội lớn sẽ lựa chọn thỏa hiệp. Ném tiền mua người đừng đụng kỷ lục nữa quả thực rất có thể xảy ra. Nhiên ép kỷ lục phó bản, đó chỉ là chuyện nhỏ với đại thần. Mà quần nhau cùng các công hội, trông đại thần có vẻ chẳng sao cả. Vì vậy, dùng vũ lực chinh phục cách công hội lớn, chuyện nghe chừng vô lý, lại thực sự có thể làm được. Chỉ ít người biết rõ thân phận thật sự của quân Mạc Tiếu như Lam Hà cho rằng như thế. Làm hội trưởng công hội, cậu nắm rõ tiến độ khai hoang của mỗi công hội lớn. Hiện nay tất cả sắp bước vào cấp 34, phó bản rừng rậm bừng cháy sẽ trở thành mục tiêu phấn đấu giành giật ngay thôi. Mà kỷ lục cuối cùng của phó bản khe núi nhất tuyến sẽ được đội tinh anh cấp 34 lập ra vào đêm nay. Cấp cao nhất của tốp đầu công hội sẽ xuất hiện trong đêm, nhưng quân mạc tiếu còn chưa lên 33 kia, có lẽ vừa lên cấp sẽ đạp kỷ lục của họ xuống, hoặc là trong hoàn cảnh đầu sóng ngọn gió này, hắn chỉ cần dùng cấp bậc hiện tại cũng đánh ra được một kỷ lục khiến người chùn bước. lam hà đương nhiên không từ bỏ việc đoạt kỷ lục, cậu chỉ từ bỏ suy nghĩ tranh giành với đại thần. nếu cậu có thể lập được một kỷ lục đứng đầu, cậu sẽ tìm đại thần thương lượng chuyện đừng đoạt kỷ lục của họ. nói cách khác, lam hà đã sẵn sàng thực hiện mua người đừng đụng kỷ lục nữa. chẳng qua cậu phải xác định lam khi các giành được nó trước đã. mà trước khi trận cạnh tranh khốc liệt ấy đến, đại thần lại tìm tới cậu, chào hàng với cậu bản hướng dẫn nào đó. Lam Hà thoáng chốc hiểu ngay, không hổ là đại thần, suy nghĩ cặn kẽ phết, hắn biết rõ kỷ lục phó bản mới là biện pháp tốt nhất xóa bỏ xung đột hiện nay. Chẳng qua, hắn không đi lập kỷ lục trong hoàn cảnh hiểm nguy này, dùng vũ lực trấn áp sự phản kháng của các công hội như Lam Hà tưởng. Hắn chọn một cách quanh co hơn, hắn định bụng mượn tay kẻ khác đoạt lấy. Khi kỷ lục phó bản không nằm trong tay quân Mạc Tiếu nữa, thù hận của các công hội lớn đối với quân Mạc Tiếu sẽ biến mất. Đạo lý này chẳng phải rất đơn giản à? Tên của quân Mạc Tiếu không có trong kỷ lục cũng được, nhưng không thể mất đi hàng họ kiếm được từ kỷ lục. Vì vậy mới có màn trào hàng bản hướng dẫn, thông minh lắm, thật sự quá cao siêu, Lam Hà nhịn không được mà thầm tán thưởng, dễ dàng xóa sạch thù hận của các công hội lớn, đồng thời vẫn nhờ kỷ lục kiếm chắc như cũ, chiều này quá đẹp khi vừa chặn vừa công. Lúc này Lam Hà hoàn toàn hiểu rõ ý đồ của đại thần, hơn nữa, cậu biết đại thần không định giấu giếm nó. Bởi vì có thể đạt được kỷ lục phó bản, đây quả thực là chuyện các công hội cầu còn không được. Tôi hiểu rồi, Lam Hà trả lời, Diệp Tu gửi lại một ai cần hí hí. Đối với tính hữu dụng của bẻ nhướng dẫn, Lam Hà không chút nghi ngờ. Bởi cậu biết thân phận của quân Mạc Tiếu, đây là Diệp Thu Đại Thần, muốn viết hướng dẫn cho một phó bản không phải chuyện quá dễ dàng sao. Lam Hà chợt nhớ đến từng cái kỷ lục châu bò trước đó, ai ai cũng kinh ngạc đánh bằng cách nào. Mà đáp án dường như đang bày ra trước mặt mình, có thể hỏi một câu không? lam hà bỗng gửi tin qua câu gì vì sao lại chọn lam khê các tụi tôi lam hà hỏi chọn ông lầm rồi chọn gì đâu tôi chỉ bấm đại một công hội hỏi thôi mà nếu không cần tôi đi bấm nhà khác diệp tu trả lời thì ra là vậy thế nhưng tôi muốn lắm đấy lam hà trả lời thế tụi mình bàn đến giá cả đi nhưng giờ tụi tôi không cần lam hà nói tiếp tụi tôi hẹn với mưu đồ bá đạo trước rồi họ sẽ không đụng vào kỷ lục của phó bản vùng đất lưu lạc, đổi lại tụi tôi cũng không đụng kỷ lục của phó bản khe núi nhất tuyến. Thế à, vậy ông mất một cơ hội tốt rồi, tiếc cho ông quá. Diệp Tu trả lời, tôi có thể đặt trước hướng dẫn của phó bản rừng rậm bừng cháy không? Lam Hà hỏi, à, đến đó tính sau, Diệp Tu trả lời, Lam Hà rất buồn phiền, cậu sợ cái đến đó tính sau này lắm, hồi còn tìm quân mạc tiếu đánh thay, cứ đến đó tính sau hết mấy lần, cuối cùng bị mưu đổ bá đạo giành trước cơ hội, Kỷ lục của đêm nay, tôi dự là của mưu đồ bá đạo rồi, ông chắc mình không cần nghiên cứu hướng dẫn để dọa chúng chứ. Diệp Tu hỏi, tôi thực sự muốn lắm. Lam Hà đáp thực lòng, nếu sớm biết rằng sẽ tới bước này, cậu sẽ không hẹn ước gì với mưu đồ bá đạo hết. Tiếc ghê tiếc ghê, Diệp Tu thay Lam Hà tiếc hận một trận, sau đó tìm mục tiêu kế tiếp trong danh sách bạn tốt. Mấy hội trưởng công hội này đều từng lôi kéo hắn, ôm nỗi khát khao khôn cùng với kỷ lục. Lam khê các là chuyện ngoài ý muốn, nếu không cũng không nỡ chối từ. Quả nhiên, sau khi tìm hội trưởng của công hội Yên Vũ Lâu, nhận được tin từ Diệp Tu xong, lập tức gửi lại một icon chảy nước rãi. Khi biết được phải mất phí, ông bạn nó lại gửi một cái icon khóc lóc ỉ ôi, nối tiếp chính là màn hỏi giá chóng vánh. Giam ba câu, hai người đã bàn xong, Diệp Tu chào giá luôn rất thành thực, khiến người vừa nhìn hiểu ngay người thạo nghề, nên rằng miễn luôn quá trình có kè mặc cả, dù sao ai cũng không lừa được ai. Có điều vì là lần đầu hợp tác, về mặt nào đó, hai bên phải hiểu nhau hơn. Dù sao lần này không phải Diệp Tu trực tiếp ra trận, nếu đánh thế, kỷ lục nằm gọn trong tay hắn. Mà thứ bán lại là hướng dẫn, Diệp Tu có thể đảm bảo hướng dẫn không sao, nhưng người của Yên Vũ lâu có thể đáp ứng yêu cầu của hướng dẫn hay không, đây không phải chuyện hắn có thể kiểm soát được. Hội trưởng của Yên Vũ lâu hy vọng sau khi giật được kỷ lục mới giao vật liệu. Mà Diệp Tu lại chắc cú hướng dẫn của mình không sao hết, chú làm được hay không là chuyện của chú cầm hướng dẫn phải giao ngay vật liệu, còn lập kỷ lục thuộc về trách nhiệm của mấy chú. Người anh em, theo lời của ông, lỡ trong hướng dẫn ghi một nhát chém chết boss thì sao tụi tôi làm nỗi? Hội trưởng Yên Vũ Lâu bảo, không có đâu, hướng dẫn hoàn toàn dựa trên số liệu thực tế, thông qua hàng loạt tính toán mà viết nên quá trình, tất cả nằm trong khả năng có thể thực hiện cả. Hai người vì vấn đề này tranh chấp hồi lâu cũng không đưa ra quyết định gì. chương 255, có được gì? Hội trưởng Yên Vũ Lâu không xong phẳng dứt điểm, cả buổi vẫn ngập ngừng do dự. Diệp Tu lại tỏ ra rất kiên nhẫn chào hàng quảng cáo bản hướng dẫn của mình. Đầu tiên vốn hắn tìm Lam Khê Các, nói là tiện tay bấm, nhưng thật ra cũng không hẳn vậy, chọn đại thì đúng hơn. Bán hướng dẫn khác với tự cầy kỷ lục thuê, cầy thuê là dựa vào thực lực của Diệp Tu, nên công hội Nguyệt Luân bé bé kia chỉ cần mời được Diệp Tu là có thể cướp kỷ lục dễ như bỡn. Nhưng bán hướng dẫn thì không giống vậy, hướng dẫn xét cho cùng cũng là một dạng lý thuyết suông, làm được hay không lại là chuyện khác nữa. Giống như mấy cái phó bản nhỏ này vậy, người chơi lâu năm thằng nào lại không cố, nhưng vì sao kỷ lục vẫn cứ tập trung bên ba công hội lớn. Thực lực, dù có hướng dẫn, cũng phải cần bản lĩnh tương ứng mới có thể phát huy được. Công hội lớn tất nhiên có ưu thế về nhân lực, tỉ như tổ năm người tưởng du, Diệp Tu không nghi ngờ tụi này có thể chiếu theo hướng dẫn cầy ra kỷ lục ngon lành. Tụi này kỹ thuật tốt, thực lực mạnh, yêu cầu của hướng dẫn chấp hành cũng xuất sắc hơn người khác. Công hội không có nhân tài, tất nhiên sẽ kém hơn dành quân mạc tiếu đến đánh thay cả đám đều tự tin như nhau nhưng mua hướng dẫn tự cày công hội trung bình như yên vũ lâu phải cân nhắc nhiều chỗ hội trưởng yên vũ lâu thật ra cũng không nghi ngờ tính xác thực của hướng dẫn gã đang nghĩ chuyện nhân tài công hội còn nhiều thiếu thốn bỗng dưng đi mua hướng dẫn lại không cách nào cày được kỷ lục tốt vậy không phải làm chuyện ruồi bu sao đó là chuyện không ai muốn nên hội trưởng yên vũ lâu đề nghị bảo hành cho trả hàng lại diệp tu không chịu nhưng hiểu được tâm trạng người kia nên cũng không vội thúc ép. Nếu đổi sang công hội khác, hẳn cũng trung tâm trạng với hội trưởng Yên Vũ Lâu. Trong các công hội hiện tại, Yên Vũ Lâu cũng xem như một công hội có thực lực khá mạnh rồi. Hướng dẫn 100% ngon lành, cũng không yêu cầu thao tác phức tạp lắm đâu. Tập trung mấy đứa cao thủ luyện mấy lần là qua liền. Diệp tu tích cực quả gió bên tai hội trưởng Yên Vũ Lâu. Sau khi suy nghĩ hồi lâu, hội trưởng Yên Vũ Lâu rốt cuộc cũng ngượng đáp được rồi. Vậy nên không nhiều lời nữa, Diệp Tu hỏi email của gã, sau đó mới lấy bản nghiên cứu do Muội Quang viết, thêm thắt cùng đấu pháp mới của mình, ngồi suy tưởng một chút thấy không vấn đề rồi mail sang cho người ta. Hội trưởng Yên Vũ Lâu tất nhiên không đợi thêm, nhanh chóng đóng cửa sổ game đi nhận mail. Dài dữ, kéo nhìn sơ lược, hội trưởng Yên Vũ Lâu bị số trang đồ sộ làm hết hồn tại chỗ. Sau đó chuyển sang kiểm tra phần cuối của hướng dẫn. Phần cuối hướng dẫn tất nhiên là chỉ dẫn giết boss chi tiết. Hội trưởng Yên Vũ Lâu kiểm tra xong, phát hiện cũng không phải lừa gạt kiểu một nhát chém chết boss, mới kéo lại đọc từ đầu. Hội trưởng Yên Vũ Lâu dù sao cũng là một cao thủ lâu năm. Dù không bị được Diệp Tu, nhưng hướng dẫn đọc xong cũng thấm được chút ít. Được hai trang, thấy có vẻ không có vấn đề. Tôi đọc chút ha, hội trưởng Yên Vũ Lâu vào game PM quân mặc tiếu. Tự nhiên đê, Diệp Tu không lo, hướng dẫn không có vấn đề. Công hội Yên Vũ Lâu có câu lạc bộ sau lưng, rất quan trọng chuyện hình tượng, sẽ không có vụ ăn xong quyệt luôn lúc này chỉ cần ngồi đợi hốt vật liệu là được rồi. Sau đó hội trưởng Yên Vũ Lâu tìm được lỗi để bắt. Nhưng đáng tiếc người sai là hội trưởng đại nhân chứ không phải bản hướng dẫn. Lúc hỏi nghe Diệp Tu giải thích mới giật mình nhận ra, xấu hổ mấy lần. Nhiều lần như vậy, cuối cùng hội trưởng Yên Vũ Lâu cũng đọc xong cả bản hướng dẫn. Cũng may gã thật sự không nghĩ tới chuyện ăn quyệt, sau khi thấy hướng dẫn từ đầu đến đuôi đều ổn thỏa, hội trưởng Yên Vũ Lâu sảng khoái thanh toán vật liệu. Diệp Tu thở phào nhẹ nhõm. Giá hướng dẫn này đúng là không cao bằng giá hắn bán thân. Chỉ là bây giờ bán thân không ai mua nữa. Sau khi giao dịch xong, Diệp Tu nhìn đồng hồ, sắp 11 giờ, đến giờ thay ca, vì vậy tắt game, còn mấy phút chuyển sang lướt web. Trong forum, Muội Quang đã đợi không kịp mà post lên hướng dẫn ngu ngốc về phó bản khe núi nhất tuyến. Hướng dẫn phó bản còn dài gấp mấy lần hướng dẫn đánh boss, làm nhiều người bảo lười không muốn đọc, nhưng lượng comment diễu cợt bên dưới đã ít đi trông thấy khu bình luận bắt đầu xuất hiện người kinh ngạc, quỳ bái. Phản ứng của mọi người so với hướng dẫn ngu ngốc đánh boss đúng là một trời một vực, muội quang lên kêu kêu thể hiện lòng biết ơn của mình với Diệp Tu. Sau đó lại nhấn mạnh tiếp nữa muốn viết hướng dẫn phá đảo kỷ lục của phó bản rừng rậm bừng cháy. Câu lạc bộ bá đồ, Hàn Văn Thanh, Trương Tân Kiệt, Bạch Ngôn Phi, ba tuyển thủ chuyên nghiệp sau khi đánh xong trận cũng không ở lại phòng làm việc của công hội, lập tức về đại bản doanh. Không thể nghi ngờ, trận này với họ thật sự chẳng có tẹo kích thích nào miễn bàn đến trương tân kiệt và bạch ngôn phi chọi bốn thằng tép siêu hàn văn thanh dù đánh với kẻ thù cũ diệp thu nhưng diệp thu lại không chịu chơi hết mình không không phải hết mình chính xác là cả nhấc tay cũng lười nhấc nếu bình thường diệp thu đánh đấm như vậy hàn văn thanh có thể nghĩ tên này giải nghệ rồi không còn như xưa nhưng diệp thu lại trình diễn một kỹ năng quăng ném hoàn hảo làm hàn văn thanh không biết làm sao tên này chỉ là chẳng thiết thắng trận đấu nên mới không thèm tập trung làm gì thôi tại sao lại như vậy trương tân kiệt vẫn không thể hiểu nổi nhìn hành vi hôm nay của ông rõ ràng là muốn thua tên này chẳng bao giờ làm chuyện vô nghĩa hắn dứt khoát thua chỉ có khả năng nếu thua càng được lợi nhiều hơn thắng hàn văn thanh nói hay vì không có khả năng thắng trương tân kiệt nói vậy thì từ đầu hắn đã không đồng ý hàn văn thanh nói cho nên từ lúc đồng ý đã quyết định sẽ thua trương tân kiệt nói thua Hắn không phá kỷ lục của Mưu Đồ Bá Đạo, Mưu Đồ Bá Đạo cũng không làm khó hắn nữa. Có lẽ đây chính là mong muốn của hắn, như vậy thì có được gì chứ? Trương Tân Kiệt khó hiểu. Thời gian, Hàn Văn Thanh thản nhiên nói. Trương Tân Kiệt giật mình, mơ hồ nhận ra thứ gì. Cậu nghĩ tên này muốn chuyển nghề sang chơi game thật à? Hàn Văn Thanh nói, "A, à, có lẽ sang năm chúng ta sẽ nhanh chóng gặp lại trên sân đấu chính thức đấy." Hàn Văn Thanh nói, xong bỗng dưng cúi đầu nhìn chằm chằm tay phải mình tiếp theo siết chặt nắm đấm bên phòng làm việc của công hội trong game mọi người vẫn đang ngơ ngẩn lúc ba người hàn văn thanh đi tưởng du góp hết can đảm lên hỏi quân mạc tiếu rốt cuộc là thần thánh phương nào trong lúc so tài dù không nghe được quân mạc tiếu nói gì nhưng tất cả đều chú ý đến lời hàn văn thanh đều có cảm giác hàn văn thanh quen biết quân mạc tiếu diệp thu trước khi hàn văn thanh đi đã bỏ lại cái tên này bọn tưởng du khiếp sợ cực kỳ kinh hãi bọn hắn chưa từng nghĩ thì ra quân Mạc Tiếu là một nhân vật lợi hại như vậy. Nhưng cả đám cũng không có sùng bái Diệp Thu, đây là tử địch của bá đồ, dù vậy, bản lĩnh của tử địch cả giới vinh quang đều công nhận cả. Khi bọn tưởng dù biết người đánh cả đám giang rơi đầy đất thì ra là đại thần như thế, trong lòng dường như cũng được xoa dịu. Bại trong tay đại thần bậc này, ít nhất cũng không đến nỗi mất mặt. Hơn nữa đội trưởng còn trả thù cho cả đám, bọn họ rất hưng phấn. Nhưng kế hoạch tiếp theo không thể không sửa đổi đôi chút, tưởng du thông báo với dạ độ hàn đàm giữ quan hệ tốt với quân mạc tiếu là được rồi không cần lôi kéo nữa vì sao dạ độ hàn đàm khó hiểu chưa được mấy phút hội trưởng đã quay ngoắt thế này biết quân mạc tiếu là ai không tưởng du đáp mấy phút trước gã cũng không biết nên mới nghĩ chuyện trèo kéo nhưng giờ đã rõ quân mạc tiếu là diệp thu tưởng du cũng không tưởng tượng được phải bôn ba thế nào mới lôi được vị đại thần này sang bán mạng cho công hội kẻ thù ai vậy dạ độ hàn đàm hỏi diệp thu tưởng du nhớ vẻ thản nhiên lơ đãng lúc đội trưởng hàn văn thanh thốt ra cái tên này thiệt sự là ngầu đéo đỡ được có thể dùng giọng không quan tâm để thốt lên cái tên đó khắp liên minh cũng chỉ có mỗi đội trưởng nhà này có tư cách thôi tưởng du thật sự rất muốn bắt trước nhưng đáng tiếc giờ chỉ có thể gõ hai chữ bắn qua hy vọng dạ độ hàn đàm có thể cảm nhận được chút hương vị ung dung thản nhiên của mình vậy dạ độ hàn đàm thật lâu sau cũng không trả lời đến khi tưởng du nghi ngờ định hỏi dạ độ hàn đàm cuối cùng cũng đáp một chữ duy nhất địch, nên miễn vụ lôi kéo đi. Tưởng Du nói, em hiểu rồi, dạ độ hàn đàm đáp, tối nay phó bản như cũ, vẫn tiếp khe núi nhất tuyến, sau khi tụi anh về, mấy chú cố gắng lên nhé. Tưởng Du dặn dò mấy câu theo lệ trước lúc quay về. Cứ yên tâm, dạ độ hàn đàm tràn đầy lòng tin, trên đường phá bản không còn bóng dáng quân mạc tiếu, mấy công hội xung quanh là chuyện mũi. 12 giờ đêm, tổ 5 người tưởng Du tập trung ở khe núi nhất tuyến, xuất phát về hướng phó bản. Đây là đêm cuối cùng cả bọn ở lại khu 10, năm người bỗng cảm thấy bịn dịn lưu luyến. Thiệt ra khu mới cũng vui, kiếm khách nói, khu 10 năm nay nhộn nhịp khỏi bàn, nhà quyền pháp không ngừng bảo, tôi lại nghĩ, không biết tới khi Diệp Thu lên tới thần chi lĩnh vực sẽ có chuyện gì xảy ra nữa. Tay thiện xạ nói, mọi người im lặng, cuối cùng mặt mũi không khỏi nhăn nhúm như khổ qua. Đậu hóa, đang lúc cảm xúc tại sao phải nói cái này. Nhà quyền pháp chửi ầm lên, tôi sai rồi thiện xà cũng tự khinh bỉ mình. Được rồi, giờ tập trung cầy phó bản, hôm nay tụi mình đánh hết sức, đánh ra kỷ lục. Tưởng Du kêu gọi, rõ, bốn người đồng thanh đáp. Dù nghĩ đến chuyện khi Diệp Thu đến thần chi lĩnh vực làm mọi người đều dùng mình ớn lạnh, nhưng cũng không cản ngăn được sĩ khí hừng hực của năm người đêm nay. Chỉ cần một lần, kỷ lục khe núi nhất tuyến lập tức bị phá. chương 256, mục đích chơi game. Nếu mưu đồ bá đạo chỉ phá kỷ lục phó bản khe núi nhất tuyến một cách bình thường thì đã không ai quan tâm nhưng tất cả công hội lớn đều đoán được đêm nay sẽ là đêm chốt kỷ lục phó bản khe núi nhất tuyến, ai cũng sẽ không bỏ qua cơ hội vượt lên. Dù mưu đồ bá đạo từng dính thị phi vụ thuê quân mạc tiếu cầy giúp, nhưng điều đó cũng không thể phủ nhận thực lực của công hội. Trong cuộc đua kỷ lục phó bản vẫn có đủ uy hiếp như trước, công hội nào cũng hiểu điều đó, hiện tại, tên mưu đồ bá đạo lên TV cũng không có gì đáng nói. Nhưng khi nhìn thấy thành tích của mưu đồ bá đạo, vẫn không thể không giật mình. 27 phút 41 giây 24 Mấy hôm nay, phó bản khe núi nhất tuyến thỉnh thoảng cũng đổi kỷ lục, nhưng đều tính hàng giây. Từ top 1 đến top 5 đều chỉ chênh nhau 5 giây, có thể xem như thành tích kỷ lục đã đạt mức tối đa. Kỷ lục của mưu đồ bá đạo như dáng một đòn mạnh vào tất cả công hội lớn. So với kỷ lục cũ, thành tích này tăng lên phải chừng 2 phút. Đây là mưu đồ bá đạo ư, thậm chí có game thủ nghi ngờ, mấy người căng mắt ra dò tên trong top 1, muốn tìm chữ quân mạc tiếu trong đó. Nhưng không thấy, mưu đồ bá đạo, là mưu đồ bá đạo thật. Tình báo từ các công hội lớn báo về, năm người công hội mưu đồ bá đạo trên danh sách kỷ lục đều là những cái tên quen thuộc, là ước chính chủ chính gốc trực quyền công hội người ta. Nhưng kỷ lục này lại vượt hơn những 2 phút đồng hồ. Bình thường, hiếm có ai đi phá kỷ lục mà lại giữ sức. Dù sao thứ này cũng yêu cầu phải phát huy hoàn mỹ, chỉ cần phạm một lỗi nhỏ là đi tông tất cả. Dù không ai muốn dính lỗi, nhưng thỉnh thoảng vẫn xuất hiện là nhân tố khách quan không thể kiểm soát. Nên khi có khả năng phá kỷ lục, cả đội sẽ cố gắng hết sức để làm, không ai dám vỗ ngực đảm bảo 100% đội mình lập được kỷ lục châu nhất hay sẽ vướng sai lầm ngớ ngẩn. Mà kỷ lục này của mưu đồ bá đạo đã chứng tỏ bọn họ có thực lực bỏ xa kỷ lục cũ những 2 phút, vậy mà lúc trước không lộ ra chút tam hơi nào. Phải biết tranh lệch 2 phút này, dù phạm một sai lầm cũng không thể xóa sạch được. Bây giờ đội của mưu đồ bá đạo đánh được 27 phút, nếu phạm lỗi cũng đến chừng 28, 29 phút. Nhưng không có, trên bảng danh sách kỷ lục lúc trước cũng không có kỷ lục nào nhanh hơn 30 phút. Quả nhiên mưu đồ bá đạo không kêu thì thôi, lên tiếng thì lập tức tỏa sáng. Là lúc trước vẫn đánh cầm chừng giữ sức hay bây giờ gặp vận phất lên. Chuyện này người ngoài không biết, mà dù biết cũng chẳng ai quan tâm nữa. Kỷ lục đã bày ra trước mắt, các công hội đương dò mó bảng kỷ lục lại có mục tiêu mới. Sau kỷ lục của mưu đồ bá đạo 2 phút, trên bảng danh sách kỷ lục thật ra cũng có thay đổi. Có hai công hội khác cũng vượt qua kỷ lục cũ, thậm chí một công hội cũng lập được kỷ lục trước 30 phút. Nhưng so với cái kỷ lục 27 phút 41 giây 24 này hai cái trên vẫn còn tranh 2 phút mấy. Tội này tất nhiên không lên tivi được, chỉ lặng lẽ xếp hàng vào vị trí 2, 3. Không ai phủ nhận cố gắng của họ, nhưng cổ vũ tung hoa vẫn luôn dành cho no, một Xếp thứ hai thứ ba thậm chí cả năm hạng đầu danh sách cũng có tác dụng quảng bá công hội, nhưng vĩnh viễn cũng không thể xếp chung với hạng nhất hạng nhất và hạng nhì có khi chỉ tranh nhau chưa tới một giây, nhiều khi cũng không phân định được ai mạnh hơn ai yếu hơn. Nhưng hạng nhất, hạng nhì, mỗi cách gọi thôi lại làm người ta cảm thấy cách nhau một trời một vực rồi. Tất cả công hội đều có nghiên cứu phó bản khe núi nhất tuyến, quét thế nào, đánh ra sao đã lên kế hoạch cả. Kỷ lục 27 phút 41 giây 24 khó khăn chừng nào ai ai cũng hiểu. Thành tích ngưu đổ bá đạo vừa tung ra đã có một phần ba đã vào tim bỏ cuộc, một phần ba vào tim phó mặc cho trời, Kỷ lục có lên được chừng đấy không thì không rõ, tất cả đành nhờ vào ăn ở. Ngoài ra còn một phần ba vẫn cố gắng vượt qua kỷ lục này. Cho rằng chuyện mưu đồ bá đạo làm được không lý nào mình làm không được. Trung Thảo Đường, Gia Vương Triều, Luân Hồi, Liên Minh từng chống lại quân Mạc Tiếu, không nhà nào dễ dàng buông tay. Đây cũng là chuyện tất nhiên, mấy công hội này cũng biết chuyện mình lao tâm lao lực đi đối phó quân Mạc Tiếu là tạo cơ hội cho game thủ vãng lai like nhưng vẫn cứ làm, cũng hiểu được tụi này chấp nhất với kỷ lục thế nào. Lúc này, làm sao có thể nhẹ nhàng cho qua? 27 phút phải không? Mọi tinh anh công hội dán mắt vào con số này, cố gắng. Kỷ lục mới 27 phút 41 giây 24, mưu đồ bá đạo, có vẻ không tệ. Kỷ lục vừa lập đường nhu đã sang đây nói, chơi game được ít lâu, cô cũng nhớ được tên mấy công hội lớn. Mới đầu cũng không để trong lòng, nhưng sau nói chuyện với Trần Quả mới biết thì ra những công hội này đều không phải dạng vừa trong game. Về thực lực của các công hội Trần Quả chơi game nhiều năm khá rành, Diệp Tu đã lâu không ngó tới game, cũng nhiều thứ tới giờ mới biết. Mưu đồ bá đạo rất lợi hại, câu này Diệp Tu chưa từng nói, nhưng Trần Quả lại nói với Đường Nhu không ít lần. Dù Đường Nhu nhìn không biết mưu đồ bá đạo lợi hại chỗ nào, nhưng Trần Quả bảo vậy nên nghe vậy đi. Um, cũng tạm được, thái độ của Diệp Tu với mưu đồ bá đạo cũng bình thường. Tụi mình có thể cày được bao nhiêu? Đường Nhu hỏi, 25 phút ha. Diệp Tu nói, bây giờ đi hở? Đường Nhu hỏi, 12 giờ khuya là giờ cao điểm cầy phó bản, mấy người họ không tiện chen chúc cùng mấy người chơi khác. Người của công hội lớn ở nơi nơi, dù bị bắt được ở chỗ nào, lúc ra cũng có thể chết không toàn thây. Bọn Diệp Tu đến phó bản trễ chừng 10 phút, còn chú ý quan sát động tĩnh trong khe núi nhất tuyến, khi công hội khác xong lượt thứ nhất, cả đám mới đánh được không lâu. Thấy kỷ lục khá nổi trội của mưu đồ bá đạo, nhưng Diệp Tu lại không đề cập tới chuyện này, đường Nhu lại nhịn không được hỏi. Tụi mình hả, không cần đâu diệp tu nói vì sao vậy đường nhu hỏi vì giành phó bản kỷ lục với mấy ổng cũng đâu phải mục đích chính đâu nghĩ lại coi em chơi game vì cái gì diệp tu nói à một câu đơn giản làm đường nhu không khỏi giật mình không phá kỷ lục diệp tu cũng không quan tâm phá kỷ lục chỉ là một thủ đoạn để gom vật liệu hiếm thôi bây giờ đã có thủ đoạn mới để lấy được vật liệu tất nhiên không nhìn tới mấy thứ này nữa cỡ hắn mà còn đi tranh kỷ lục phó bản với người chơi ở khu mới truyền ra ngoài có thể cười chết người. Diệp Tu không quan tâm, Tô Mộc Tranh tất nhiên cũng không quan tâm. Kiều Nhất Phàm thì đừng nói, cậu ta sang khu mới, mục đích chính vì được đại thần dạy dỗ. Dùng ớt nhỏ 30 cấp theo đại thần mấy hôm mà đã hưởng sái không ít thứ. Chuyện đổi nghề chưa quen tay mấy ngày đầu cũng dần hết hẳn, bây giờ chơi trận quỷ càng lúc càng tốt. Kỷ lục phó bản, Kiều Nhất Phàm cũng không để ý thứ quỷ này, dù trông có vẻ vô hình nhưng dù sao cậu cũng là dân chuyên nghiệp, đến khu mới để nâng cao trình độ giành kỷ lục phó bản với người chơi bình thường cũng không thể nâng được bao nhiêu tóm lại trong đội này người thực sự để ý với kỷ lục có lẽ chỉ có đường nhu và bánh bao xâm lấn mà bánh bao xâm lấn là người khá ngây thơ thích chơi game chơi vui là được rồi tư tưởng vô cùng trong sáng trong game chỗ nào cũng có thể tìm được niềm vui phá kỷ lục này nọ chỉ là một trong số đó có thêm cũng không nhiều mà mất bớt cũng không ít không xoắn cuối cùng người quan tâm chuyện kỷ lục nhất chỉ còn đường nhu cô em này rất háo thắng thích cảm giác kích thích khi tranh chấp phá kỷ lục vượt mặt nhau quả nhiên khi kỷ lục của mưu đồ bá đạo vừa lên sóng ai cũng không nói gì đường nhu đã bắt đầu trước mục đích sau khi diệp tu vứt vấn đề này cho cô đường nhu trở nên đăm chiêu đánh bại anh sau khi giật mình đường nhu nói đây là mục đích ban đầu làm đường nhu từ không chút hứng thú với vinh quang chơi game đến bây giờ trong game có nhiều chuyện xảy ra nhưng mục đích ban đầu của đường nhu vẫn chưa từng thay đổi dù là cây phó bản pi cây cô vẫn luôn nhìn về phía quân mạc tiếu của diệp tu chưa từng dừng lại dù càng lúc càng hiểu vinh quang nhiều hơn cảm nhận được sự cách biệt của hai người nhưng cô chưa từng nản lòng tìm được chỗ khác biệt nhìn thấy khoảng cách xa xôi chừng nào với cô đây chỉ mới là bắt đầu không ngừng khiêu chiến hòng vượt qua khó khăn hành vi sốc nổi liều lĩnh này cô đã không làm nữa hiện tại cô đã có tính toán riêng để thực hiện kế hoạch của mình vừa học hỏi diệp tu vừa nghiên cứu tranh lệch giữa hai người sau đó bổ sung thiếu sót của mình đường nhu cũng có suy nghĩ của mình cô không phải bánh bao xâm lấn nói đông thì qua đông nói tây thì sang tây cả ngày ngây thơ ngốc nghếch ngoác mồm ra cười thái độ của đường nhu với game vô cùng nghiêm túc khác xa kiểu chơi vui của bánh bao xâm lấn nhưng với đường nhu cũng vì như vậy nên chính cô mới thấy thú vị nếu chỉ là một chuyện không cần nghiêm túc ngược lại cô sẽ nhanh chóng trở nên chán ngán diệp tu nhắc mục đích chơi game cho đường nhu xong bảo vậy còn phá kỷ lục làm gì chương 257, xử lý thỏa đáng. Phá kỷ lục làm gì? Đường Nhu bị hỏi mà câm nín. Cô cũng không dễ lừa, chẳng phải chính Diệp Tu bỏ công sức dẫn họ đi phá kỷ lục trước ư. Còn mỗi ngày tùy theo phó bản mà luyện tập có bài bản hẳn hoi, kết quả hiện tại hỏi cô phá kỷ lục làm gì? Anh phá kỷ lục làm gì? Đường Nhu hỏi lại, anh phá vì vật liệu, ai ai đều biết, còn mấy đứa? Diệp Tu hỏi, nhờ tiền bối chỉ dạy để nâng cao trình độ. Kiều Nhất Phàm không chút do dự trả lời ha 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 chơi chung với lão đại thú vị hơn bánh bao xâm lấn nói ha ha tô mộc tranh chỉ cười mà không nói mộc mộc đường nhu dự định lôi kéo đồng bọn quan hệ của hai cô gái trong đội luôn rất tốt vì thế tô mộc tranh đành thật thả đáp tớ giúp anh ấy kiếm vật liệu sự thật phũ phàng hiện ra trước mắt trong đội chẳng có ai để ý thứ kỷ lục phó bản này người để ý kỷ lục phó bản sẽ bị cô lập dù sao cũng phải đánh bản tiện tay vớt luôn kỷ lục cũng tốt mà đường nhu ương bướng đấu tranh, nói cũng đúng, Diệp Tu nói nhưng với tình hình hiện nay, nếu tụi mình lại ghi danh trên kỷ lục, các công hội lớn sẽ tiếp tục dây dưa không dứt. Làng nhằng mãi vô dụng lắm, đó mới là vấn đề chính mà Diệp Tu muốn nói, cũng chính là nguyên nhân thực sự khiến hắn quyết định từ bỏ việc phá kỷ lục. Lấy kinh nghiệm và bản lĩnh của mình, hắn không sợ bị mấy công hội lớn bao vây diệt trừ. Nếu thật sự đến chơi game, hắn không ngại đùa giỡn cùng các công hội lớn nhưng chém tới chém lui cùng các công hội lớn như hiện nay, mặc dù giết sạch toàn bộ người của chúng thì sao chứ? Diệp Tu không phải vào game để giải trí, phá kỷ lục phó bản cũng không sao cả, nhưng trường hợp bây giờ rất đặc biệt, phá kỷ lục xong sẽ xảy ra nhiều chuyện hao tốn thời gian và sức lực của phe ta. Giống hiện nay, mỗi người đều chuẩn bị đứng sẵn ở cửa bản lúc 12 giờ, tụi mình chỉ mới cẩn thận mò đến cửa bản từ lối vào khe núi nhất tuyến. Chúng ta không sợ các công hội, nhưng tranh đấu cùng chúng không phải là mong ước chơi game ban đầu của mỗi người trong nhóm. So với chúng chỉ tổ lãng phí thời gian và sức lực mà thôi. Diệp Tu nói, lão đại, em cảm thấy giật boss của chúng cũng thú vị lắm. Bánh bao xâm lấn tự dưng phá game vào lúc này. Bánh bao à, đây là khu mới, giật mấy con boss còn con này quá hạ thấp đẳng cấp. Tụi mình phải nhanh chóng thăng cấp để đến thần chi lĩnh vực. Ở đó boss nhiều, lại lắm cao thủ, thực lực công hội cũng mạnh hơn. Em nói xem thế có phải thú vị hơn không? ờ bánh bao sâm lấn lên tiếng rồi như đang ngấm nghĩ năm giây sau nói to mau thăng cấp thôi mọi người ơi chấm chấm đường nhu câm nín bánh bao dễ lửa quá đi đúng thế đúng thế mau thăng cấp mau đi thần chi lĩnh vực nào diệp tu vừa nói vừa gửi tin nhắn sang cho đường nhu chị chủ còn đang chờ em bên thần chi lĩnh vực đó cái thằng này đường nhu giật mình bản thân cắm đầu vào game chuyện bỏ rơi trần quả quả thực đã trở thành nỗi day dứt trong lòng cô mấy ngày nay Cô cũng muốn chơi game cùng Trần Quả, nhưng cả hai không cùng khu, dù ngồi cùng chỗ nhưng mạnh ai nấy chơi, tạm rời xe nhau trong cuộc sống trong game. Diệp Tu Thoạt nhìn cắm đầu vào game hơn cả cô, ai ngờ vẫn để ý điều đó. Cái thằng này hết dùng mục đích chơi game to lớn, giờ bắt đầu chơi chiêu bài tình thương. Nhưng những lời ấy thật sự rất hữu dụng, sau khi nghe xong, Đường Nhu phát hiện ý niệm nhanh chóng thăng cấp đột nhiên dâng trào mãnh liệt trong đầu, kỷ lục phó bản lập tức bị đạp ra sau. Với tính cách của cô, Cặp chuyện như cạnh tranh kỷ lục lại có thể buông tay, thật đúng là cực kỳ hiếm có. Đường Nhu nghĩ xong, trả lời Diệp Tu rằng, ừm, vậy mau thăng cấp thôi. Đúng đó, thế là xong rồi. Diệp Tu nói, mau thăng cấp, mọi người phá bản nhanh nào. Đường Nhu kêu lên, hả, Diệp Tu bỗng nhiên ngẩn ngơ. Mau thăng cấp, tất nhiên phải phá bản nhanh, nhưng phá bản nhanh không phải là giật luôn kỷ lục phó bản sao. Chợt thấy tin nhắn mới gửi, mở ra xem thử, là đường nhu gửi một ai cần cười trêu sang, diệp tu nhận ra cô nhóc đang trêu mình tiện tay gửi lại một ai cần vãi cả mồ hôi cố lên bất kể anh là vì cái gì đường nhu lại trả lời em phải cố gắng hơn mục tiêu của em là đánh bại anh độ khó lớn lắm đó diệp tu trả lời lát sau diệp tu mới nhận được lời đáp của đường nhu em tìm mãi chẳng có ai cần nào biểu đạt được cảm xúc hiện giờ của mình ha ha diệp tu cười đường nhu hiếu thắng lại bình tĩnh chấp nhận chuyện này diệp tu càng xem trọng cô hơn Cô nhóc cũng không phải một người quá độc đoán chuyên quyền. Đường Nhu không đáp nữa, nhưng tin nhắn bên Diệp Tu vẫn bận rộn như cũ. Hắn vừa phá bản vừa trả lời tin nhắn cùng hai người. Một người là Muội Quang, hướng dẫn ngốc nghếch phó bản mới ra lò rất được hưởng ứng, dù có không ít comment khá khó nghe, thậm chí có tên không thèm nhìn mà ngồi phán như thánh. Muội Quang ngồi nhìn comment cả ngày, còn tranh cái cùng đám người kia, kết quả ôm một bụng tức, quay ra tố khổ với Diệp Tu. Trên diễn đàn luôn có anh hùng bàn phím Cậu đừng để ý tới chúng. Hướng dẫn của cậu không có vấn đề gì, không tin là tổn thất của chúng." Diệp Tu trả lời, nhưng có một số người chưa nhìn còn cố ý tới quấy rối nữa. Muội Quang buồn bực nói, "Chúng không xem hướng dẫn của cậu, vậy cậu còn xem comment của chúng làm gì?" Diệp Tu hỏi, "Tôi xem comment của chúng xong mới biết chúng chưa xem hướng dẫn." Muội Quang đáp,